Ừ, như thế này. Dạ rồi. Ừ, mình đã nhìn thấy Nam đã nhấn nút record cho cuộc họp. Vậy thì mình cũng xin phép được bắt đầu cái được mở đầu cái buổi đào tạo dành cho các quản trị Office 365 buổi cơ bản ngày hôm nay. Thì xin phép được giới thiệu, tôi là Nguyễn Hồng Minh, là quản lý chương trình giáo dục của Microsoft Việt Nam, quản trị của cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì cũng là cái buổi đầu tiên mà cộng đồng mở một cái buổi đào tạo mà dành riêng cho các admin. Và có được cái buổi này thì cũng vô cùng cảm ơn Nam, Phạm Hoài Nam thì đã là một gọi là một hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft Education từ nhiều năm nay, và đặc biệt là với cái vị trí mới của Nam hiện nay, Nam sẽ trực tiếp hỗ trợ cho các nhà trường để có thể nâng cao được cái việc sử dụng hiệu quả của Office 365 trong nhà trường. Cũng một cái chia sẻ nữa đối với cả tất cả các thầy cô ở đây, đó là ở cộng đồng MIE, cộng đồng giáo viên sáng tạo của chúng ta, thì đã có một nhóm dành riêng cho các lãnh đạo nhà trường và các quản trị trực tiếp làm việc với cả Office 365. Và cái nhóm này thì cũng đã gia tăng cái số lượng thành viên hết sức là nhanh chóng, và chúng ta đã có nhiều cái trao đổi, đặc biệt là cái buổi đào tạo ngày hôm nay thì như các thầy cô đã biết rồi, từ lúc mà các thầy cô nhấn nút đăng ký á, các thầy cô đã thấy một loạt các cái được gọi là các cái quy trình, các cái automate đã được thực hiện, và nhắc nhở các thầy cô trước 15 phút cách đây để các thầy cô soi vào cái cuộc họp này, thì cũng đều là những cái thao tác mà admin Nam đã xử lý ở trên cái phòng tờ admin, và còn rất là nhiều các cái tính năng khác để các thầy cô thấy rằng là cái việc khai thác được Office 365 một cách hiệu quả sẽ đưa tới được cái rất là nhiều những cái lợi ích cho nhà trường của mình, đặc biệt là khi mình triển khai với số lượng lớn các giáo viên và học sinh. Thế thì thực sự là qua rất nhiều những cái trao đổi của Minh và Nam, cũng như là trao đổi cùng với các nhà trường, cũng hiểu được những cái nhu cầu, những cái khó khăn của các nhà trường, và chúng tôi cũng đã quyết định là sẽ thiết kế sẽ không chỉ là một buổi ạ. Hôm nay là cái buổi đầu tiên mở đầu cho chuỗi đào tạo chuyên sâu về quản trị Office 365, Microsoft 365, và cũng như là cũng sẽ nuôi dưỡng, hỗ trợ cho cộng đồng của quản trị Office 365. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái cộng đồng thực sự là chia sẻ và học hỏi trong này, và cũng như là Nam đã chia sẻ lúc đầu giờ trước đó, đó là tất cả những cái câu hỏi, các cái khó khăn khi mà các thầy cô gặp phải trong cái quá trình mà chúng ta làm việc ạ, thì chúng ta cứ thoải mái trao đổi, và Microsoft Việt Nam nói chung, và ở đây riêng đối với cả đội ngũ giáo dục Microsoft Education thì có Minh và Nam cũng sẽ luôn luôn là hết sức hỗ trợ và đồng hành cùng với các thầy cô và các nhà trường. Vâng, mình xin phép được chuyển lời sang cho Nam để tiếp tục vào cái buổi nội dung tinh chuyên môn chính ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn Nam. À, cảm ơn chị Minh rất là nhiều ạ. Cảm ơn các anh chị, các thầy cô mình đã tham dự cái buổi ngày hôm nay về đào tạo quản trị admin cho Office 365 ở trường chúng ta, ở sở phòng. Rồi, thì em xin phép chia sẻ cái slide để mình có thể bắt đầu nhanh cái buổi ngày hôm nay của chúng ta. Thì ngày hôm nay em có rất là nhiều thứ em muốn chia sẻ với các anh chị, các thầy cô mình. Em xin phép dành khoảng một tiếng hơn ban đầu để em có thể chia sẻ tất cả những cái về quản trị Office 365 mà trường sở phòng mình cần lưu ý, cần biết. Sau đó em sẽ đi chi tiết về tất cả những cái em đã chia sẻ cho cộng đồng mình, ví dụ như những cái lệnh PowerShell mình sử dụng như thế nào cho hiệu quả và những cái chương trình sắp tới mình sẽ có cái gì. Rồi. Thì ở đây sẽ dành cho những cái anh chị nào mình tham gia vừa kịp giờ.
thì em đã có một cái số cái chia sẻ nhanh với các anh chị, các thầy cô mình đã tham gia ở trước đó khoảng vài phút, đó là chương trình này ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm hai đối tượng. Thứ nhất là đối tượng các trường riêng lẻ có Office 365 dành riêng cho trường mình, cho tổ chức giáo dục của mình, thì mình sẽ áp dụng cái nội dung của chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên sẽ có một số nhóm các anh chị ở sở phòng giáo dục mình đang có tài khoản quản trị của bên AI Tri Thức cung cấp, thì những tài khoản này nó sẽ bị giới hạn những tính năng. Trong những cái buổi những cái phần em trình bày thì tính năng nào bị hạn chế các anh chị mình không sử dụng được, thì em cũng sẽ chia sẻ rõ cho các anh chị để các anh chị mình nắm và mình biết mà áp dụng cho hợp lý. Rồi, không biết các anh chị mình đã thấy được cái màn hình em chưa ạ? Các anh chị nào unmute nói giúp em để em biết nhé. Thấy rồi ạ, thấy cái màn Dạ hình rồi. rồi. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Rồi, một cái nữa trước khi mình đi vào phần bắt chia sẻ chúng ta, thì nếu các anh chị nào mình có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, thì các anh chị có thể là chat trên cái ô cửa sổ chat trong cái meeting ngày hôm nay của chúng ta. Thì sau phần trình bày của em sẽ mở ra và em sẽ trả lời hết những cái thắc mắc đó nếu mà kịp thời gian. Còn nếu không thì em xin phép em tóm tắt lại và em trả lời trong cái nhóm cộng đồng chúng ta, để cho các anh chị khác, những người có cùng câu hỏi, cùng thắc mắc nắm được. Rồi, thì đây là cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ gồm 4 phần chính. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu cái trang quản trị Office 365 dành cho các trường mình. Thì mình sẽ có một cái tổng quát overview về tất cả những tính năng mình cần sử dụng, những cái cơ bản nhất. Thứ hai là mình sẽ thiết lập thử một số cái tính năng nó cơ bản và nó căn bản cần thiết cho trong cái trường mình. Rồi, thứ ba là mình sẽ quản lý về những cái dịch vụ email. Cái này sẽ phù hợp cho các tổ chức có hệ thống Office 365 riêng, tại vì lúc này những cái trường, những cái tổ chức đó không chỉ sử dụng đơn thuần cái phần mềm Team dành cho họp hội thoại trực tuyến hay là form để làm những cái khảo sát, mà họ sẽ sử dụng email để làm việc chính với những người trong tổ chức và ngoài tổ chức nữa. Thì những cái quản lý email như thế này sẽ hỗ trợ họ về những cái tính năng rất là hiệu quả, ví dụ như là quản lý luồng email ra hoặc vào. Thì phần thứ ba em sẽ chia sẻ rõ cho chúng ta. Rồi, phần thứ tư là cái phần rất là thú vị ở đây. Ở đây em sẽ hướng dẫn chi tiết cho chúng ta những cái cấu hình về Microsoft Teams, những cái cơ bản nhất và cũng như là cái cần thiết nhất mà em đã hỗ trợ cho các trường, các tổ chức giáo dục khác. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái best practice, những cái nó gọi là, em cũng bị không không biết dịch tiếng Việt ra như thế nào nữa. Đại ý là nó sẽ là những cái cấu hình tiêu chuẩn nhất mà chúng ta nên bật lên và những cái nào chúng ta nên tắt đi. Đấy. Rồi, cái phần cuối cùng là cái phần hỏi và trả lời. Sau phần hỏi và trả lời này, em sẽ hướng dẫn chi tiết cho chúng ta về cái sử dụng cái công cụ là PowerShell Script mà em đã tạo và gửi cho các anh chị trong cái tài liệu khi mà các anh chị đăng ký cái form ngày hôm nay. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần thứ nhất. Phần thứ nhất ở đây chúng ta sẽ giới thiệu về trang tổng quan Office 365 Admin. Để ở đây với tất cả các anh chị từ sở phòng đến các trường, tổ chức giáo dục, thì mình khi mình đăng nhập vào trang quản trị Office 365 mà mình có cái tài khoản quản trị, mình sẽ thấy một cái ứng dụng tên là Admin ở đây. Đó, thì mình bấm vào mình sẽ vào được trang quản trị đó. Thì đây là giao diện của nó. Thì ở đây em nghĩ là các anh chị nào mình cũng cũng phần nào cũng đã quen thuộc rồi, nên em sẽ đi nhanh phần này, sẽ không đi vào chi tiết. Sang với cái phần thứ hai em sẽ đi chi tiết nhiều hơn. Rồi, ngoài cái việc mình quản trị cái Office 365 Admin trên giao diện web như hình chúng ta đang thấy, thì chúng ta còn có thể quản lý trên cái ứng dụng thiết bị di động mà hồi nãy có một anh, em nhớ hình như là anh Kim bên trường Trung phòng Phổ thông Hùng Vương Hồ Chí Minh có chia sẻ. Thì chút nữa em có share màn hình điện thoại em sẽ chia sẻ cho bên mình cái app đó để chúng ta biết và sử dụng. Rồi, demo chắc em xin phép để chút nữa em demo luôn nhé, tại vì phần này nó quá căn bản. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, những cái cấu hình cơ bản mà chúng ta cần cấu hình. Thì ở đây mình sẽ có một vài cái cấu hình cơ bản thôi chứ mình không có đi hết. Thứ nhất là mình tham quan sơ qua cái Office 365 admin mình có những cái gì, mình cần lưu ý gì. Thứ hai là đối với những cái trường mà mình đã mua license nha,
những mô lesson của Microsoft, hoặc là những cái trường mình có Office 365 sử dụng riêng cho trường mình, thì mình cần quản lý những cái license nó ra sao, thêm xóa sửa chỉnh sửa nó như thế nào. Rồi cái thứ ba dành cho những tập đoàn giáo dục là một cái công ty có nhiều hơn một trường học đó, thì người ta sẽ thỉnh thoảng sẽ có những cái nhu cầu quản lý nhiều trường học tại một chung một cái tên là Office 365. Và với mỗi trường học bên dưới, ví dụ trường phổ thông, trường trung học cơ sở, trường mầm non v.v. thì mỗi trường đó sẽ có một cái trang web và một tên miền riêng, thì làm sao mình quản lý được tập trung lại hết trên một cái tên là Office 365 duy nhất cho nó hiệu quả. Thì sang phần thứ thứ ba đây em sẽ chia sẻ. Rồi một cái nữa là em sẽ hướng dẫn nhanh cho bên mình những cái tạo xóa sửa user một cơ bản nhất. Thì ở đây thì em nghĩ là cái này các anh chị mình cũng rành rồi, tuy nhiên em sẽ chia sẻ các anh chị một cái phần khá là đặc biệt là mình sẽ thêm những cái user mà có dấu tiếng Việt. Thì cái phần này em nghĩ là cũng đã có một số chị đã nắm rồi, tuy nhiên là cũng phần lớn nhiều các anh chị thầy cô mình được mới cấp cái Office 365 cho trường mình thì chưa nắm phần này, thì hôm nay em cũng chia sẻ luôn. Rồi sang hai phần sau thì nó sẽ đi khá chuyên sâu về cái mặt quản lý email, thì chúng mình sẽ chia sẻ sau. Rồi thì em xin phép đi vào cái phần demo luôn, chứ em không có nói lý thuyết trên slide nữa nhé, cho nó tiết kiệm thời gian chúng ta. Rồi em xin phép mute mic của một số thầy nhé. Thấy rồi ok. Em xin phép chia sẻ lại cái màn hình của em. Rồi mình chờ một chút nha. Rồi hy vọng các anh chị, các thầy cô mình đã nhìn được cái màn hình của em rồi. Ok, thì đây là cái màn hình cái trang quản trị Office 365 mà chúng ta hay sử dụng trong cái việc quản lý của trường hay là sở phòng mình từ trước đến nay, thì nó không có gì đặc biệt hết. Đó. Thì ở đây Microsoft nó có xu hướng là nó để những cái menu công cụ ở góc bên tay trái chúng ta, cho nên là tất cả những cái menu nào chúng ta muốn tìm là tìm bên tay trái. Còn góc bên tay phải là nó sẽ để những cái nội dung trong cái menu đó ra. Ví dụ mình bấm vô cái mục User thì bên phải nó sẽ là những cái thông tin, những cái user chi tiết bên trong đấy. Rồi ở đây em xin phép em để cái giao diện tiếng Anh, tại vì chút nữa mình sẽ gặp một số cái tình huống mà mình tạo hoặc là mình chỉnh sửa hệ thống, nếu mà để tiếng Việt thì nó sẽ có một số cái lỗi không mong muốn đấy, nên là em để tiếng Anh cho nó chắc. Rồi đầu tiên thì mình vào cái trang tổng quan trước. Thì ở đây sẽ có một số anh chị mình sử dụng quen rồi, mình đã thân thuộc, tuy nhiên là em cũng muốn chia sẻ nhanh với các anh chị ở đây để mình nắm. Thì cái trang Home, khi mình bấm vào mục Home này nè, thì cái giao diện giữa màn hình mình là những cái thẻ mà nó sẽ hỗ trợ chúng ta quản lý nhanh cái Office 365 của tổ chức mình. Tới đây góc ở trên bên giữa màn hình nè, mình sẽ thấy cái mục Add Card là nó sẽ thêm cho chúng ta những cái tính năng khác. Ví dụ như em thêm cái team, em bấm dấu cộng vô, hoặc là mình bấm dấu cộng hoặc mình kéo thả vào cũng được, không vấn đề hết. Rồi ví dụ như mình quan tâm đến cái việc những cái người dùng trong tổ chức mình sử dụng Office 365 ra sao, có hiệu quả hay không, thì mình kiếm những cái báo cáo thống kê đó như thế này ở cái menu này, và mình cứ thế mình kéo thả vào thì mình sẽ thấy đó. Hoặc là mình muốn cập nhật những cái tin tức mới nhất của Microsoft trong tổ chức mình để mình cập nhật cho người dùng, giáo viên, học sinh, thì mình chọn cái Message Center và mình kéo vào đấy. Thì bằng cái cách này là chúng ta đã thiết kế ra một cái trang thông tin, một trang quản trị chung dành cho cái tổ chức chúng ta cho nó phù hợp đó. Ví dụ như với người quản trị admin chúng ta hay quan tâm những tính năng gì mới,
thì nó sẽ có là ở cái message center ở đây, mình bấm, mình có thể bấm mình xem show on đây hả, rồi hoặc là muốn xem thống kê những người sử dụng Fibre 65 thì mình có thể xem chi tiết ở đây hả? Mình đương chuột vào thì nó sẽ ra, tại vì đây là những cái biểu đồ động mình sẽ biết được hả? Rồi tương tự mình sẽ có những tính năng khác mà mình có thể thêm vào hả? Thì đây là những cái cơ bản mình có thể xem. Rồi cái menu bên trái tiếp theo là cái mục user. Mục user đây là cái nơi để cho chúng ta có thể tạo xóa sửa user. Rồi một cái nữa ở đây là cái mục group nhóm, thì cái này nó bao gồm luôn cả những cái lớp học, chúng ta hay gọi là lớp học nhưng thực sự nó là những cái group à, là những cái lớp mình tạo mình trên team á, thì nó sẽ quản lý hết ở đây, cho dù là giáo viên chúng ta tạo hay là những người khác người ta tạo, không phải IT mình tạo, mình vẫn có thể quản lý được ở đây vì mình là người có cái quyền quản trị, mình sẽ thấy thì những cái lớp học nào mà trên giáo viên người ta tạo thì mình sẽ thấy có cái biểu tượng team status này nè à, ở đây. Còn những cái nhóm bình thường mua nhà mua đất, ví dụ anh lấy ví dụ đây, thì mình không có biểu tượng team đó, thì đơn thuần nó chỉ là một cái nhóm để mà mình có thể là gửi email chung vào đó và tất cả những cái thành viên trong đó có thể nhận mà thôi à, thì đó là cái nơi mà chúng ta có thể quản lý. Rồi cái mục nữa là cái mục phân quyền role ở đây, thì ở đây các anh chị bên sở phòng mình sẽ không có được cái tính năng này, tại vì cái quyền mình bị hạn chế. Rồi với những cái anh chị nào mà có cái tài khoản Fibre65 riêng của tổ chức mình thì ở đây mình sẽ có những cái quyền. Rồi ở đây em chia sẻ nhanh luôn cho các anh chị mình cần lưu ý ba cái quyền để mình có thể phân quyền nó hợp lý và nó phù hợp hơn cho tổ chức chúng ta. Thứ nhất, cái quyền Global Admin ở đây là cái quyền cao nhất, thì các anh chị có thể xem cái mô tả ở đây nè, là cái quyền cao nhất trong hệ thống, là nó có thể làm được bất cứ những cái gì trong Fibre65 mà không bị hạn chế gì hết đó, thì nó có mô tả chi tiết làm được cái gì đây. Rồi cái quyền thứ hai là chúng ta cần lưu ý là cái quyền user admin, thì cái quyền này là cái quyền mà dành cho các anh chị ở sở phòng nè à, đã được bên 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 đề án hay tri thức được gán cho các anh chị, thì ở đây mình sẽ có quyền thứ nhất là tạo user xóa sửa user, thứ hai là tạo group xóa sửa group đó, thì hai tính năng cơ bản nhất mà chúng ta cần nắm thì đã được trong cái quyền này rồi. Đấy. Rồi một cái nữa, cái quyền chúng ta cần lưu ý là helpdesk admin. Helpdesk admin ở đây là cái người chỉ có quyền reset mật khẩu của người dùng mà thôi. Ví dụ những công ty, những cái tổ chức nào lớn, người ta sẽ có cái bộ phận IT helpdesk hỗ trợ người dùng. Thì ở đây mình sẽ có thể phân quyền helpdesk này cho các bạn ấy, để các bạn ấy có thể reset mật khẩu dành cho người dùng nếu người ta quên. Rồi, thì ở đây mình có ba cái quyền như vậy, thì mình áp dụng như thế nào cho nó đúng? Thứ nhất là cái quyền Global Admin. Microsoft mình có best practice là có cái khuyến nghị là tạo một cái tên là nó phải ba số năm á, cái tổ chức có ít nhất 2 đến 4 tài khoản Global Admin. 2 đến 4 tài khoản. Thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta thứ nhất là chia sẻ cái quyền admin này cho những đối tượng phù hợp. Thứ hai là đảm bảo trong cái trường hợp mà giả sử xui cái người kia nghỉ thì mình vẫn có cái quyền admin để mình quản trị. Em cách đây không lâu đã gặp rất nhiều trường hợp là các trường mình thay đổi nhân sự IT, khi mà người ta nghỉ người ta không có bàn giao cái tài khoản admin và liên hệ Microsoft để tìm lại rất khó. Thứ nhất em confirm luôn Microsoft Việt Nam không có bộ phận technical để giải quyết cái vấn đề này ngay lập tức, mà phải tạo ticket hỗ trợ sang bên Microsoft bên vùng là bên Mỹ để họ hỗ trợ. Và hỗ trợ này họ xét duyệt rất là nhiều bước, có thể mất đến một tháng chỉ để khôi phục cái tài khoản admin này cho chúng ta. Nên mình lưu ý mình cứ tạo ra cho tổ chức mình ít nhất 2 đến 4 tài khoản quản trị admin, mình có thể không dùng cũng được, mình để đó, mình dùng một cái của mình thôi, còn những cái kia mình để đó và mình lưu mật khẩu ở đâu đó mình nhớ. Đấy. Thì lúc mà mình cần mình có thể lấy lại mình sử dụng, chứ đừng có tạo một cái nhiều khi mình quên hay là có vấn đề gì đó thì nó lại không hay. Rồi, mình lưu ý cái đó nha. Rồi cái thứ hai là thỉnh thoảng sẽ có những ban lãnh đạo nhà trường dạng như hiệu trưởng hay là tổng giám đốc công ty tập đoàn giáo dục mình có nhu cầu vào trang quản trị Fibre65 này, mình tìm hiểu xem trong cái Fibre65 này nó có gì người dùng sử dụng ra sao vân vân. Thì em thấy một cái vấn đề là IT mình hay gắn luôn cái quyền Global Admin cho những anh chị đó, nhưng thật sự đây không phải là cái khuyến nghị của Microsoft. Lý do là những cái anh chị
cấp cao đó, thường người ta sẽ không có cần dùng cái tài khoản admin để cấu hình bất cứ cái gì hết. Người ta chỉ mong muốn xem thôi. Và một cái nó rất là nghịch lý ở đây, những người có cấp cao vậy, người ta lại không có, thật sự là không có chú trọng lắm về cái mặt an toàn bảo mật. Tại vì nếu mà mình để ý, thường rất hay gặp là khi người ta sử dụng máy tính, người ta để cái máy đó rồi người ta đi đâu đó, người ta không hề lock cái máy người ta. Cho nên là giả sử có một ai đó có ý đồ xấu, người ta có thể vào, người ta đăng nhập, người ta lấy mật khẩu hay là làm bất cứ cái động tác gì không tốt trên đó một cách rất là dễ dàng. Đó, mình lưu ý nha. Nên nếu các anh chị nào muốn cho các sếp mình ở trên xem được hệ thống nhưng vẫn nhưng không ảnh hưởng đến hệ thống của mình, thì mình có thể gắn cái quyền Global Reader. Có nghĩa là nó chỉ dưới Global Admin thôi, là nó vào được hết tất cả mọi thứ trong Office 365. Tuy nhiên nó không cấu hình được gì hết, nó chỉ xem, nó chỉ đọc thôi. Đó. Như vậy là đủ. Rồi, một cái nữa là User Admin. User Admin sẽ dành cho những cái anh chị bên quản trị hệ thống là chính. Thì những người này sẽ có quyền tạo user, xóa sửa user, một cấu cấu hình một số thứ căn bản về nhóm vân vân, thì nên cho họ cái quyền này. Rồi còn cái những cái anh bên IT helpdesk thì mình sử dụng bên cái tài khoản helpdesk admin này là được. Rồi đó, ngoài ra có rất là nhiều cái quyền khác ở đây mình có thể xem, nhưng mà thật sự nó không có cần thiết. Tại vì em nói ví dụ đơn giản như cấu hình về SharePoint, cấu hình về những cái team setting, cấu hình đó thì ông Global Admin là ông đó cấu hình một lần duy nhất là đủ rồi. Team có đâu phải ngày nào ai cũng vô cấu hình và không phải, mà mình chỉ cấu hình một lần hoặc là một thời điểm nào đó, sau đó là mình thôi. Cho nên cứ để một Global Admin ổng làm luôn cái việc đấy, không có việc gì mình phải gán những cái quyền nhỏ nhỏ này để sau này mình rối, mình không kiểm soát được đó. Rồi một cái nữa, tiếp đến những cái menu khác chúng ta, mình sẽ có cái resort ở đây. Thì những cái resort này các Alo, alo, tất cả đối tượng chúng ta đều có thể alo. cấu hình chỉnh sửa được nhé. Là mình sẽ có cái resort này, thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta nếu mà cái tổ chức chúng ta hoặc là công ty chúng ta có nhu cầu đặt phòng họp, thì mình sẽ dùng cái tính năng này, mình có thể thêm cái resort vào. Đấy, ở đây mình đặt tên phòng họp. Ví dụ em là meeting room 1, em đặt là meeting room 1. Email tự ra, và ở đây cái capacity là cái số lượng sức chứa của nó. Ví dụ phòng họp chứa được 10 người, mình có thể ghi đây. Thì lúc này khi mà mình tạo xong phòng họp thì những người dùng khác, người ta book phòng họp sẽ thông qua cái phòng họp này, người ta mở email ra, người ta book rất là dễ dàng. Đó. Thay vì những người đó người ta đi ra hỏi tiếp tân hay hỏi một bạn nào đó chịu trách nhiệm về những cái phòng họp, thì ở đây họ có thể book book tự động bằng cái này. Đấy, ở đây rất là nhiều công ty mình sử dụng quen, mình đã sử dụng cái này rồi thì em không không nói. Sở phòng mình thì có thể mình có sử dụng cái này, nhưng mà em thấy cũng rất là ít trường hợp em đã gặp mình sử dụng. Rồi thì ở đây em chia sẻ nhanh thôi. Rồi một cái nữa là về billing subscription, những cái license mình quản lý làm sao. Thì ở đây mình bấm vào một billing, mình sẽ thấy, mình bấm vào do rồi đất ở đây nè, mình sẽ thấy tất cả những cái license, những cái loại license mình có. Rồi mình chờ một xíu để cho nó load ra. Thì ở đây nó sẽ có hai dạng. Nè mình thấy đây nha, trên cái tenant MS-DU của Microsoft ở đây mình sẽ thấy rất là nhiều cái loại license và nó có thời gian renew, ngày hết hạn vân. Những cái nào mà miễn phí thì nó sẽ không có để những cái thời gian đó. Nha. Đấy, thì ở đây mình có thể nhìn vào, mình quản lý rất là dễ. Đó. Ở đây. Rồi, với những anh chị nào mà công ty mình hay là trường mình mua license Office 365 thì mình sẽ nhìn được cái thời gian hết hạn ở đây. Tuy nhiên nó sẽ tùy thuộc vào cái hình thức mình mua cái license. Ví dụ như mình mua dạng CSP, ở đây những anh chị nào mua license mình chú ý thôi, những anh chị khác mình sẽ không có cần quan tâm nhiều nha. Là mua dạng CSP thì mình sẽ cần phải liên hệ với đối tác để mình biết cái ngày hết hạn, chứ ở đây nó sẽ không có để, tại vì đối tác sẽ quản lý cái phần đó, chúng ta cũng không cần quan tâm. Rồi, nếu trong trường hợp các anh chị bên trường mình, bên sở phòng mình có nhu cầu mình mua những cái loại license khác để mình test, mình thử nghiệm trước khi mình mua thật sự, mình áp dụng cho trường mình, thì mình có thể vào một Purchase Service ở đây và mình sẽ thấy rất nhiều cái sản phẩm ở đây mình mua. Ví dụ M365 A3 mình thắc mắc nó có gì đó, thì mình có thể vào đó và mình mua 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 dùng thử. Thì khi mà mua như vậy nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng trong vòng 25 ngày, 30 ngày, một tháng.
với số lượng license là 25 license. Đó thì như vậy chúng ta sẽ sử dụng được và chúng ta test được hết tất cả những tính năng. Nếu mà chúng ta ok thì chúng ta mua, không thì thôi, không vấn đề gì hết. Rồi, nhá, tất cả những cái loại nó có ở đây. Đó, ví dụ Microsoft Project v.v. Rồi cái này mình có thể chủ động mình tìm hiểu sau cái buổi ngày hôm nay nha. Rồi, gần đây thì em cũng có gặp một cái câu hỏi của một số cái trường mình hỏi. Trường hợp mình muốn tự chủ động về mặt tài chính, mình muốn tự mua không qua bất cứ đối tác nào của Microsoft, mình mua có được không? Thì em xin phép trả lời luôn trong buổi hôm nay là có nha. Mình có thể tự mua được, cũng vào một purchase service này và mình mua thôi. Và mua ở đây là cái hình thức mình mua, mình sẽ phải trả bằng cái credit card, thẻ tín dụng của mình. Mình thêm vào, ở đây nó sẽ trừ tiền trong đó và nó sẽ cho các anh chị mình sử dụng. Rồi, thì khi mà mình sử dụng, mình vẫn sẽ lấy được những cái hóa đơn công ty một cách rất là bình thường. Sẽ có cái mục là billing payment ở đây, nó sẽ xuất hóa đơn cho chúng ta. Hóa đơn nó sẽ xuất vào thời gian hết cho chúng ta. Chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta xem chi tiết. Đây nè, đó. Rồi phương thức thanh toán, nếu mà chúng ta có thể nếu mà chúng ta mua bằng cái hình thức thẻ thanh toán, nó sẽ thêm ở đây. Billing profile là thông tin địa chỉ công ty cái kiểu vân vân ấy. Là những cái người mà kiểu như kế toán mình phân quyền billing admin cho người ta, thì để người ta vào đây và người ta lấy những cái hóa đơn đó và người ta thanh toán hóa đơn hay sau đó báo cáo thuế gì đấy người ta làm. Rồi thì đó là cái những cái cơ bản mình nắm. Thì ở đây các anh chị bên sở phòng mình hoặc là đang sử dụng những cái gói 365A1 miễn phí của Microsoft thì sẽ không cần quan tâm đến mục này. Đấy. Tại vì hỗ trợ miễn phí nên hóa đơn hay không hóa đơn nó cũng vậy, mình không cần quan tâm. Rồi, một cái phần nữa là cái phần hỗ trợ support ở đây. Rất là nhiều trường trong thời gian vừa qua em hỗ trợ Microsoft từ tháng 3 2016 đến nay thì em gặp rất nhiều trường hợp về mặt technical nha. Không phải những cái issue kiểu như Word lỗi tiếng Việt làm sao, không phải những cái đó. Những cái vấn đề kiểu như email gửi không được hoặc là meeting không vào được, không thấy gì đấy. Thì cái mục là support new service request này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta liên hệ trực tiếp với những kỹ sư của Microsoft để họ kiểm tra giúp chúng ta. Ở đây mình có thể ví dụ gõ một cái nội dung gì đó, ví dụ như là Outlook cannot send email. Ở đây thì đa số các bạn hỗ trợ chúng ta sẽ là các bạn người bên nước ngoài. Thì mình nên gõ bằng tiếng Anh cho nó dễ. Tuy nhiên các anh chị cũng có thể gõ bằng tiếng Việt, nhưng các bạn ấy sẽ trả lời bằng cái việc dùng những cái công cụ dịch tự động, ví dụ Google dịch hay Bing dịch, các bạn ấy trả lời chúng ta, nên là ngữ nghĩa đâu đó nó sẽ bị sai lệch. Nên là em vẫn khuyên chúng ta sử dụng tiếng Anh đó, là chính. Đó, khi mà chúng ta gõ xong vấn đề thì chúng ta có thể bấm cái nút cần tắt support ở dưới đây nè. Bấm vào. Ở đây thì cái tính năng này của Microsoft đang sử dụng một số cái license mua từ bên đối tác. Thì đây mình không thích liên hệ với, mình muốn liên hệ với đối tác để hỗ trợ thì mình có thể liên hệ bằng một số cái kênh này. Tuy nhiên mình không thích làm như vậy thì mình có thể nhìn xuống bên dưới, mình sẽ thấy cái mục là Microsoft Service Request, mình bấm vào. Thì đây mình điền mô tả chi tiết, thông tin số điện thoại vân. Rồi. Chọn phương thức liên hệ là gọi điện trực tiếp hay là email chúng ta. Thì chúng ta cứ điền thông tin. Nếu mà chúng ta có hình ảnh báo lỗi thì chúng ta có thể thêm file đính kèm vào đây. Khi mà làm xong chúng ta bấm contact me, họ sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Chúng ta sẽ không phải gọi điện cho họ hay là email qua lại với đấy. Họ chỉ sẽ chủ động liên hệ với chúng ta hết. Thì một cái kinh nghiệm đây thì em khuyên các anh chị nên chọn là email. Để cho email mình dễ xử lý hơn. Nhiều khi các bạn ấy hỗ trợ chúng ta bằng điện thoại mà ở các vùng kiểu như Trung Quốc hay Ấn Độ thì cái giọng nó hơi khó nghe. Nên là cũng phần nào cản trở, nên mình cứ chọn email cho nó dễ. À. Rồi. Đây, đó là cái phần hỗ trợ support của Microsoft. Rồi một cái phần nữa là cũng khá hay trong cái phần setting này, cũng là cái phần cuối trong cái những cái cấu hình cơ bản về Office 365 em muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là trong cái mục setting này mình sẽ có cái mục là org setting đây.
À, mình bấm vào nó sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ mà chúng ta có thể cấu hình. Tuy nhiên em không khuyến nghị các anh chị mình cấu hình ở đây, tại vì mặc định nó đã ok hết rồi, ổn hết rồi, mình không cần chỉnh gì nữa. Tuy nhiên nó sẽ có một cái rất là hay. Thứ nhất là các anh chị mình thấy không, cái giao diện của em đây nè, cái giao diện Office 365 ở đây em có cái logo của em có cái màu sắc nền nó đã thay đổi. À, thì mình cấu hình cái đó ở đâu? Thì mình sẽ cấu hình trong cái mục Organization Profile đây nè. Mình sẽ thấy cái mục là custom theme này. Đó. Logo của em nè, em upload lên rồi màu sắc cái thanh ở trên nó có màu như thế nào thì em upload lên. Đó, thì các anh chị mình có thể nhìn ở đây, mình thấy cái kích thước của nó như yêu cầu như thế nào, mình cứ thiết kế những cái hình như vậy. Rồi mình up lên là xong. Đó. Thì cái việc này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc cá nhân hóa những cái giao diện này. Thì các anh chị ở sở phòng mình có thể không quan tâm, không cần quan tâm đến mục này. Tuy nhiên với những cái trường riêng của mình đó, hoặc là những cái tổ chức giáo dục công ty của mình sẽ cần quan tâm đến cái chỗ này. Đó. Thì mình cấu hình nó sẽ mang thương hiệu của mình hơn. Rồi. Một cái nữa em cũng chia sẻ luôn là ngoài việc mình cấu hình cái giao diện bên trong Office 365 khi mình đã đăng nhập, thì mình còn cấu hình được một chỗ nữa là khi chúng ta đăng nhập Office 365. À, thì em sẽ lấy ví dụ nhanh một cái ở đây cho chúng ta. Em xin phép chia sẻ lại cái màn hình. Rồi, thì để minh chứng cho cái việc đấy thì em sẽ vào cái trang office.com và em sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản MS Edu. Thì các anh chị sẽ thấy, em gọi cái tên thôi, Phạm MS Edu.vn. Em bấm Enter một cái thì ví dụ như logo hay là dòng chào mừng hay là những cái hình background đằng sau nó đã thay đổi rồi. Đó, thì đây là những cái thay đổi mà mình nên làm để cho nó phù hợp với những cái công ty, những cái tập đoàn riêng sử dụng Office 365 riêng của mình hoặc là trường riêng của mình. Đó. Rồi bây giờ mình cấu hình chỗ đó ở đâu? Thì em sẽ chia sẻ ở đây luôn cho chúng ta. Em xin phép chia sẻ lại cái slide. Rồi, để cấu hình được cái giao diện đăng nhập đó thì mình sẽ vào cái mục Azure Active Directory. Cái menu bên tay trái đây nè, mình bấm vào. Mình sẽ thấy cái mục trong Azure Active Directory này nha, mình kéo xuống mình sẽ thấy cái mục là Company Ranking. À, ở đây Company Ranking. Rồi, ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta cấu hình nhiều ngôn ngữ. Giả sử đó là một cái tập đoàn đa quốc gia, mình đang là tập đoàn đa quốc gia, mình có thể cấu hình cho từng quốc gia, từng ngôn ngữ, từng logo, từng thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên nếu mà mình không phải như vậy thì ok, mình chọn cái default thôi, mình cấu hình một cho tất cả đó. Thế đây mình sẽ thấy những cái hình ảnh, những cái logo mà em upload lên đây nè, ở đây dòng chữ chào mừng đó. Thì đây là cái nơi để hỗ trợ cho các anh chị mình cấu hình những cái chỗ đấy. Đấy. Đó, mình có thể xem mà mình đăng ký nhé. Rồi. Nam ơi, Nam demo luôn được không? Nam thay tổng thư Welcome to Mia Expert Việt Nam bằng chào mừng đến cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam chẳng hạn. Ok. Để các thầy cô biết luôn á là nó sẽ thay đổi như thế nào. À đây, chào mừng đến với cộng đồng giáo viên sáng tạo. Ví dụ em đổi dòng chữ này nha, mình bấm lưu lại cái. Thì thường cái này nó sẽ phát nó sẽ mất khoảng một ít phút để nó cập nhật. Thì em cũng hy vọng là trong ngày hôm nay nó sẽ cập nhật nhanh hơn để chúng ta có thể thấy được cái sự thay đổi nó dễ dàng hơn. Rồi em xin phép chia sẻ lại cái màn hình. Rồi đây, em xin phép MS2. Đó. Rồi, đây các anh chị mình thấy không? Đấy, thì ở đây nó thay đổi rất là nhanh thôi. Mình cứ thế là mình thay đổi, mình cá nhân hóa dành cho tổ chức của chúng ta.
Rồi, tiếp mình sẽ qua một tiếp theo này, là một cái tính năng cũng rất là hay nữa. Em xin phép chia sẻ lại cái giao diện kia. Rồi. À, các anh chị mình chờ em xíu nha, em đang. Chị Minh ơi. Chị nghe Nam. Dạ rồi, em thấy anh Long bên sở Bắc Giang có email em là không thấy cái link đăng ký với chị gửi nhanh cho anh đó giúp em được không ạ? Được được, ok. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Quay lại cái phần cấu hình ở setting đây, nó còn một phần rất là đặc sắc em muốn chia sẻ với bên mình luôn. Là đối với các công Được. ty riêng, tập đoàn riêng nha, mình có thể không có cần xem cái phần này, nhưng mà mình cũng nên biết để giả sử sau này sở mình có nhu cầu sử dụng cái tên là nó fit 365 riêng của sở, không có phụ thuộc vào chương trình IT Tech, thì mình có thể biết và mình áp dụng. Đó là cái custom app launcher tile ở đây, đó là những cái nào, đó là những cái app bên đây này, những cái ứng dụng chúng ta đang thấy đây này, góc bên phải mình bấm vô cái dấu chín chấm đấy nè, mình sẽ thấy đó, những cái app như thế này. Thì ở đây em đã có cấu hình một số cái app của chúng ta. Sorry là bên bên cộng đồng giáo viên sáng tạo mình vừa vừa đổi logo nên là mình không thấy những cái logo này nữa, nhưng đấy, ở đây là mình có thể thêm những cái app, những cái ứng dụng của nội bộ công ty mình, tổ chức mình, tập đoàn giáo dục mình vào đây để cho các thành viên mình truy cập nó một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ như nói là các thành viên cộng đồng giáo viên sáng tạo sử dụng cái tài khoản MS Edu có thể truy cập vào cái trang web MS Edu Việt Nam bằng cái việc là mình nhấn vào cái app như này. Thì đây em sẽ bấm cho các anh chị mình xem. Đó, thì nó sẽ nhảy ra cái trang web của cộng đồng giáo viên sáng tạo. Đấy. Thì ở đây mình giả sử như trong trường mình có những cái app, những cái trang web riêng của trường mình, thì mình cũng có thể làm cái cách tương tự để mình cấu hình như vậy. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn nhanh mình cấu hình những cái đó như thế nào. Rồi mình bấm vào cái custom app launcher tile đây nè. Đó, mình thấy đây em đã có ba cái. Thì đây em edit một cái cho các anh chị mình xem nhé. Mình bấm vào dấu ba chấm góc bên tay phải nè, mình sẽ thấy edit. Nhá. Nó rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, để cái tên tiêu đề. Thứ hai, để cái địa chỉ trang web. Thứ ba là cái hình, cái logo. Logo thì đúng hơn. Đó, vào thì nó sẽ ra. Đấy, thì khi mà mình cấu hình xong như vậy thì sẽ mất ít nhất là một ngày để nó cập nhật hết những cái nội dung này cho tất cả các thành viên, các người dùng trong tổ chức chúng ta. Thì như vậy những người dùng đó từ sau sẽ truy cập rất là dễ dàng và nhanh chóng. Đó. Thì đó là cái mà em chia sẻ với các anh chị để mình nắm và mình cá nhân hóa cái giao diện quản trị của bên mình đang quản trị. Rồi, một cái phần nữa em cũng muốn chia sẻ nhanh là những cái báo cáo về việc sử dụng Office 365 trong tổ chức bên mình. Ví dụ những trường riêng, những tập đoàn giáo dục thì mình cấu hình mình xem như sao. Thì ở đây mình sẽ có cái menu là Report và mình sẽ có cái mục là Usage. Cái Productivity Score chút nữa em chia sẻ sau nha, nó thiên về bảo mật nhiều hơn. Rồi, cái Usage đây mình có thể xem được chi tiết là ai sử dụng những cái phần mềm nào. Trong thời gian như thế nào thì nó sẽ cho phép chúng ta xem bằng những cái report báo cáo như thế này. Đó. Nếu chúng ta đương chuột vào mình sẽ thấy ngày 16 tháng 11 có nhiêu đây người sử dụng đăng nhập vào Office 365 1.794 người, và bao nhiêu người sử dụng Team 1.108 vân vân, ví dụ bạn mình có thể xem hết rồi đó. Và những cái chi tiết về những cái ứng dụng khác, ví dụ như là về OneDrive người ta sử dụng bao nhiêu dung lượng rồi, ví dụ đây toàn bộ cộng đồng mình đang sử dụng tới 68.8 TB, rất là nhiều, và vân vân với những cái ứng dụng khác mình có thể xem đây đó. Rồi, tiếp đến là một số cái nội dung dành cho các trường, các trường riêng, tập đoàn riêng, là cái Productivity Score, là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta
đánh giá một cái tổng quan về những cái bảo mật trong tổ chức, những cái cấu hình nó khuyến nghị. Đây, nó có cái điểm nó để cho chúng ta so sánh. Thứ nhất, mình không nên đặt nặng vấn đề là mình phải đạt 700 điểm như nó yêu cầu, mà chúng ta chỉ cấu hình những cái chính sách, những cái cấu hình nào phù hợp nhất cho tổ chức chúng ta, để mục đích là hỗ trợ người dùng làm việc, học tập tốt hơn. Đó. Thì ở đây nó có cái nghịch lý là quá bảo mật thì người dùng sẽ dùng rất là khó khăn, và người dùng nếu mà dùng dễ dàng thì bảo mật gần như là không có đáp ứng được. Thì đó là cái nghịch lý, nên là chúng ta phải cân bằng cả hai để tránh người dùng cảm thấy hay cái này quá phiền phức, đăng nhập quá phức tạp, nó hỏi tùm lum tùm la. Đó. Nên là mình cần phải cấu hình đơn giản thôi, đơn giản nhưng mà cũng phải đủ bảo mật. Thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta xem hết tất cả những cái nội dung đó, thì chúng ta bấm vào chi tiết nó sẽ gợi ý cho chúng ta cấu hình những cái gì. Đó. Rồi cái này mình tham khảo thôi chứ mình không có cấu hình nha. Đó, thì em sẽ để mặc định đây. Rồi một cái nữa là security compliance, là những cái tính năng bảo mật chuyên sâu. Thì cái này chút nữa em sẽ đi chi tiết hướng dẫn nhanh cho anh chị hai cái tính năng thôi. Là thứ nhất là để xem audit log lại những cái việc mà gửi nhận mail ra ngoài nó hợp lý hay không. Ví dụ nó báo là người bên ngoài gửi cho mình không nhận được, hoặc là mình gửi cho người ta mà người ta báo không nhận được, thì mình phải kiểm tra đầu bên mình coi email ra được hết chưa. Đó, hoặc là bên mình nhận mà bên mình có chặn lại email đó hay không thì mình sẽ kiểm tra sau. Rồi cái mục cuối cùng em muốn chia sẻ là khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ, bất kỳ dịch vụ nào cũng vậy, nó sẽ có những cái vấn đề về lỗi về mặt kỹ thuật. Chuyện đó là rất bình thường, nhưng ở đây chúng ta cần phải biết sớm nhất những cái lỗi đó ở đâu và nó ra làm sao để chúng ta có thể là cập nhật nhanh nhất cho người dùng nếu người ta có phản hồi lại. Ví dụ đây em bấm vào on service, em sẽ thấy tất cả những cái dịch vụ trên Office 365 của Microsoft nó sẽ có như bên dưới. À đấy, thì ở đây nó sẽ có ba cái ứng dụng. Đầu tiên là nó cái báo chấm than này, nó không phải là lỗi mà nó chỉ là thông báo cho chúng ta mà thôi. Ví dụ em bấm vào team đi, team coi nó báo gì. Ở đây nó sẽ nói là những người quản trị admin thì không thể xem được tới 20% cái file recording. À, thì đây nó sẽ ghi chi tiết chúng ta như thế nào, cái thời gian bắt đầu là từ từ thời gian nào, và thời gian tiếp theo nó sẽ Microsoft sẽ cập nhật cho chúng ta là thời gian nào. Đấy, thì đây là những cái cam kết về mặt doanh nghiệp dành cho những cái trường hay là tổ chức nào mình đã mua Office 365. Đó. Thì đây là em đánh giá cái này là khá ổn đối với cái việc mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm mà có sự hỗ trợ rõ ràng cam kết như thế này. Đó. Lỗi nó sẽ không giấu và nó sẽ báo đây hết cho chúng ta, và chúng ta biết được nó ở đâu và khi nào nó khắc phục xong, chứ không phải là có lỗi xong nó giấu rồi báo chí đăng sầm lên. Không phải. Ở đây là nếu có vấn đề gì hết thì mình xem đây. Rồi trường hợp nếu mà chúng ta nhận thấy tổ chức chúng ta có một cái lỗi gì đó trong tổ chức mà chúng ta không thấy ở trong cái on service này, thì chúng ta có thể đăng tải cái lỗi lên đây, và Microsoft, những cái bộ phận kỹ thuật đằng sau sẽ hỗ trợ kiểm tra xử lý cái lỗi đó. Đấy, thì đó là những cái gì mình chúng ta cần lưu ý. Rồi một cái nữa là cái Message Center, là cái nơi nó sẽ hỗ trợ chúng ta cập nhật hết tất cả những cái tính năng mới nhất của bộ sản phẩm Fit 365 cho chúng ta, tất cả luôn chứ không phải riêng Microsoft Teams. Ví dụ như là ở đây mình sẽ thấy cái mục là Team Update này, Update Meeting Chat Membership. Mình bấm vào mình xem thử nha. Thế đây nó bảo là cái group chat trên Microsoft Teams trước đây nó hỗ trợ đâu đó có khoảng 300, nhưng mà bây giờ nó sẽ lên tới 1000. Cái group tạo được tới 1000. Và cái thời gian nó sẽ ra là vào quý 1. Quý 1 là 3 tháng đầu tới của 2021. Đó, thì mình có thể xem chi tiết ở đây nữa. Đấy. Thì dựa vào những cái thông báo, những cái cập nhật này thì mình có thể cập nhật hết tất cả những cái tính năng mới nhất trong tổ chức của chúng ta và chúng ta đã biết và chúng ta sử dụng. Đó. Vâng, những cái khác nữa nó ở đây. Đấy.
Rồi, thì đó là hết tất cả những cái mà về tính năng cơ bản mà em muốn chia sẻ cho các anh chị ở đây. Rồi, để tiếp tục chương trình thì em xin phép đi nhanh qua cái phần email. Để chúng ta có nhiều thời gian hơn chúng ta thực hành cái phần PowerShell script sau. Cái phần tạo user hay tạo group thì em thấy nó quá căn bản nha. Chút nữa em sẽ kết hợp em làm với cái PowerShell luôn, nên là phần nãy em không có đi vào chi tiết. Ok, để em chia sẻ lại cái slide cho chúng ta. Thì với quản lý dịch vụ email này thì mình sẽ cần lưu ý một số thứ. Ở đây em để ra rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là trong cái buổi ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn chúng ta một số cái điểm mạnh của email mà chúng ta sử dụng. Thứ nhất là về cái việc mà chúng ta tạo những cái nhóm email để chúng ta phân tán những cái email cho nó hợp lý. Giả sử như trường chúng ta có 20.000 người, bao gồm cả giáo viên, cả học sinh. Chúng ta cần gửi một cái email thông báo nghỉ Tết, dương lịch chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ gửi vào group cho nó thuận tiện. Và cái group này chúng ta tạo như thế nào cho nó hợp lý? Tại vì nếu mà chúng ta tạo một cái group bình thường, chúng ta phải thêm từng người vào, rất là mất công, 20.000 người thêm rất là khó, không nổi. Thì mình có cái cách nào mình làm không? Thì chút nữa em sẽ hướng dẫn mình trong cái phần distribution group, mình sẽ có cách làm. Rồi, thứ hai là mình sẽ dùng cái Office 365 admin để mình quản lý những cái email, những cái rule, những cái quy định ra vào khi mình gửi email. Giả sử như mình muốn chèn chữ ký tự động cho tất cả các người khi người trong tổ chức mình khi gửi bất kỳ một cái email ra, thì mình sẽ tự động chèn chữ ký cho người ta. Hoặc là mình chèn những cái dòng chữ disclaimer, là những cái dòng thông báo cuối email mà những cái ngân hàng người ta hay có. Ví dụ như các anh chị vui lòng thận trọng khi mà in hay là xem những cái nội dung email này vân vân, những cái thông báo như vậy, thì mình có thể chèn bằng những cái email rule. Rồi, cái cuối là cái message tray, là mình để truy xuất, mình xem những cái email nó có gửi ra được hay không, nó bị lỗi gì. Thì đó là những cái chính mà em muốn chia sẻ. Rồi, thì em cũng xin phép đi vào phần thực hành luôn, phần chia sẻ thực tế đây luôn cho nó dễ. Đây. Rồi. Thì cái mục quản lý exchange đó mình xem ở đâu, thì mình sẽ thấy cái mục là exchange ở góc dưới cùng bên tay phải, tay trái, sorry. Đây, mình bấm vào mình sẽ thấy. Đó. Thì đây là cái giao diện của cái phần quản lý exchange. Ở đây có anh chị nào ở làm những cái exchange server hay là 10, 2, 13, hay là 16, mình sẽ thành nhìn những cái giao diện này nó quen thuộc. Đấy. Nó cũng giống giống như là trên server dưới trước đây chúng ta dùng thôi. Chỉ có điều là cái này là của Office 365. Thì hiện tại Microsoft cũng xây dựng ra một cái trang mới rồi, thì mình có thể xem cái trang mới ở đây. Tuy nhiên là trong cái buổi ngày hôm nay em sẽ không hướng dẫn về cái giao diện trang mới. Lý do đơn giản, khi mà kinh nghiệm em làm việc với Microsoft lâu thì em sẽ thấy những cái tính năng nào mới ra thì nó đang trong cái giai đoạn chuyển đổi, có nghĩa là những cái tính năng về quản lý email nhóm như thế này nè, nó đang chuyển đổi sang cái giao diện mới như thế này. Vì lý do đó, những tính năng này chưa thực sự ổn định. Nên là nếu mà mình có làm cấu hình thì mình chỉ làm dưới dạng là ít nhỏ lẻ thôi, không nên cấu hình hàng loạt bằng cái giao diện mới, tại vì nó sẽ lỗi. Mà một khi lỗi á, mình sẽ sửa rất là mất công, mất thời gian. Đó. Đây là giao diện mới thôi, mình có thể tham khảo thêm. Nhưng mà những cái tính năng cũ ở giao diện cũ hiện tại nó đang ổn định rồi, thì mình có thể sử dụng cái này trước. Rồi, thì ở đây thứ nhất là như nãy em nói, mình tạo những cái group email như thế nào cho hợp lý. Giả sử hàng chục ngàn người trong một tổ chức thì mình truy cập nó ra sao, mình tạo group như thế nào cho nó phù hợp. Rồi, thì để mà mình tạo group thì mình sẽ bấm vào cái mục recipient ở đây này. Đây, mình sẽ thấy cái mục group ở đây. Thì group ở đây nó sẽ có rất là nhiều dạng.
mình bấm vào cái dấu mũi tên mình sẽ thấy distribution list rồi mail enable security group rồi dynamic distribution list vân vân, nó nhiều group khác. Ngoài ra nó có group Microsoft 365 mặc định ở đây nữa. Thì những cái so sánh này em đã để trong cái tài liệu mà lúc anh chị mình đăng ký cái buổi trao đổi ngày hôm nay á, thì các anh chị có thể xem lại. Thì ở đây em sẽ tập trung vào hướng dẫn chúng ta làm luôn. Thì ở đây như em nói, mình cần tạo một cái group cho toàn tổ chức thì mình nên chọn cái mục là Dynamic Distribution List ở đây. Thứ nhất, Dynamic là nó làm động thì có nghĩa là nó tự động làm cho chúng ta. Thì chúng ta bấm vào thử, ví dụ mình là nói là mình muốn tạo một cái group cho toàn bộ cái tổ chức cái thành viên trong cái nhóm MIE này. Hồi nãy mình thấy em thấy như là khoảng hơn 50.000 người, thì bây giờ mình tạo sao? Thì đây ví dụ mình tạo một cái group toàn thành viên MIE, ví dụ vậy. Rồi ở đây alias thì mình có thể là để là on MIE, viết hoa viết thường gì cũng được nha các anh chị, mình cứ để thoải mái thôi. Rồi đó là alias. Rồi cái mục owner là cái người chủ cái group này, mình có thể để cũng được, không để cũng được, không sao, không vấn đề hết. Tuy nhiên cái mục này nè, cái mục thành viên bên dưới này, ở đây nó sẽ có nhiều cái option cho chúng ta chọn. Mặc định nó sẽ là on recipient type, đây thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta thêm mặc định tất cả những cái người nào có cái email, có license email trong cái Office 365 này, và nó sẽ thêm vào cái group này một cách tự động. Nha. Còn trường hợp nếu mà chúng ta nói là chúng ta chỉ muốn thêm một nhóm người nào đó thôi, giả sử chúng ta có cái phòng ban về kế toán, chúng ta có phòng ban về đào tạo, chúng ta muốn tạo những cái nhóm riêng cho phòng ban đó, không muốn những người khác lẫn lộn vào đây, thì mình sẽ tạo ở cái mục là add a group. Mình bấm vào thì mình sẽ chọn cái mục là department, tại vì lúc mà mình tạo người dùng á, mình sẽ có cái cột department là cái phòng ban người ta làm việc, thì mình quy định luôn. Ví dụ như kế toán mình sẽ để là chữ phòng ban kế toán hoặc là chữ kế toán, thì lúc này hệ thống nó sẽ căn cứ vào cái thuộc tính này, department, cái trường này. Ví dụ kế toán mình để là kế toán nha. Cái màn hình share nó không có cái update Nam rồi. À dạ, sorry. Đây, cảm ơn anh nhiều. Để em share lại cái màn hình. Rồi, để em nói lại cái phần này nha. Rồi, các anh chị. Rồi, đây, mình thấy một display name, alias, nãy mình thêm. Owner mình có thể thêm hay không. Rồi, member, mặc định bấm on này là tất cả thành viên trong tổ chức. Rồi, muốn phân loại thành viên của phòng ban nào đó thì mình xuống đây mình chọn cái loại đó, chọn là department. Hoặc là mình là tập đoàn giáo dục thì mình sẽ có nhiều cái trường nhỏ bên trong, thì mình sẽ chọn cái company, và trong lúc mà mình tạo người dùng những cái một cái cột company mình sẽ quy định nó trường nào thì mình sẽ lọc bằng cái điều đó. Thì ở đây em muốn tạo riêng cho phòng ban kế toán thì em chọn department và mình bấm vào enter keyword. Thì mình gõ vào kế toán. Đó thì mình bấm thêm vào, mình bấm ok thì tự động mình bấm lưu, nó sẽ tạo ra một cái nhóm chỉ toàn những thành viên ở phòng kế toán này mà thôi. Đấy, thì đây là một cái cách tạo rất là nhanh chóng, hỗ trợ chúng ta tạo những cái group để mình phân tán những cái email cho các thành viên trong tổ chức. Đấy. Rồi, thì đó là cái cách mình làm. Rồi một cái nữa khi mà mình sử dụng những cái group, những cái nhóm này, đó là tại ví dụ em lấy đại một cái nhóm là 10A1 này đi nha. Thì mình sẽ quan tâm tới vấn đề ai được quyền gửi vào hay là không được quyền gửi vào. Em ví dụ ở đây mình có một cái nhóm về ban lãnh đạo trong tổ chức mình. Thì mình sẽ có nhu cầu là chỉ có những người trong ban lãnh đạo mới được quyền gửi email vào bên trong, chứ không phải là ai trong trong trường mình cũng có quyền gửi vào. Rồi, ở đây mình sẽ thấy cái mục là Delivery Management. Mình sẽ thấy cái mục là chấp nhận những cái tin nhắn từ ai. Thì đây nó sẽ để là tất cả những người gửi, thì có nghĩa là toàn tổ chức ai muốn gửi vào gửi đó. Ở đây như em nói, mình muốn giới hạn lại, mình bấm cái nút ở dưới, chỉ có những cái người trong cái danh sách dưới đây, thì lúc này mình sẽ thêm những người, chỉ những người trong ban lãnh đạo vào. Đó, ví dụ mình thêm ba người này, ví dụ em thêm đại nha. Đó, thì như vậy là chỉ có ba người này được gửi email vào trong cái group này mà thôi. Đây là mình lưu ý giúp em nha. Đó.
Rồi một cái nữa là cái group delegation, thì ở đây nó nhỏ thôi nhưng em cũng muốn chia sẻ là nó có thể hỗ trợ cho chúng ta gửi email đi. Thì lúc mà chúng ta gửi đi thì chúng ta có thể chọn gửi từ cái group này, nhưng tính năng này rất ít dùng, thì ở đây em chia sẻ để mình biết thôi. Đấy. Rồi một cái nữa, khi mà trong quá trình chúng ta sử dụng những cái group trong Office 365 thì mình sẽ thỉnh thoảng gặp một số cái vấn đề, giả sử như có một số thầy cô chuyển công tác mà thầy cô đó đã tạo ra những cái group trong cái lớp đó rồi, thì mình sẽ có cái trường hợp người ta nghỉ thì ai giờ quản lý cái group đó, không lẽ mình tạo lại cái group mới, những cái bài tập hay là những cái nội dung tài liệu cũ mình đã có rồi, bây giờ mình làm sao đây? Để đây mình có thể bấm vào cái group đó, giả sử như cái group này đi, BAHB này đi, và cái người owner đó người ta đã nghỉ rồi, ví dụ nghỉ rồi, người ta không có còn quản lý đây nữa, thì mình có thể vào đây mình bấm view on manage owner và mình xóa người cũ đi và mình thêm người mới vào, thì đây người admin với tư cách người quản trị của mình có thể làm được đó. Thì như vậy là các anh chị giáo viên mới mình có thể thêm vào bằng cách này để họ tiếp tục quản lý những cái group, những cái nhóm, những cái lớp đó. Đấy. Rồi thì đó là về cái group của chúng ta. Tiếp đến một cái nữa em muốn chia sẻ nhanh với chúng ta, đó là cái việc mà chúng ta tạo ra những cái rule, những cái quy tắc. À, thì ở đây mình vào mục mail flow rule, ở đây mình sẽ thấy cái mục dấu cộng, mình bấm sẽ vào nó sẽ ra rất là nhiều cái rule ở đây chúng ta. Rồi thứ nhất, trong mình giả sử trong cái trường hợp người bên ngoài tổ chức người ta gửi vào cho mình mà người ta báo, người trong tổ chức mình báo người ta gửi mấy ngày rồi mình đã nhận không được mà gửi nhiều lần rồi chứ không phải một lần, thì ở đây mình nghi ngờ là do Office 365 này ổng quá kỹ đi, ổng chặn những cái email đó, ổng nghi đó là spam hay là hack gì đó ổng chặn lại. À, thì mình có thể bấm vào cái mục tạo mới một cái mục rule ở đây và mình chọn cái mục bypass spam filter. Mình bấm cái mình tạo. Thì ở đây mình có thể thêm chính xác cái địa chỉ của cái người đó, cái người bên ngoài đó vào, và ở đây để chúng ta cho phép người đó gửi email thẳng vào trong tổ chức của chúng ta. Đây. Chọn select one ai này. Ví dụ như người gửi là người nào đó, mình chọn một nhóm người hoặc là toàn bộ người ngoài tổ chức mình có thể chọn đây. Đó. Đó. Ở đây các anh chị mình có thể thử sau nha. Đó. Vậy đây là em giới thiệu thôi. Rồi tiếp đến như em nói, mình hay có thể mình thêm những cái disclaimer dành cho những công ty tập đoàn lớn, mình thêm cái dòng ở dưới mình cảnh báo người ta vui lòng xem kỹ nội dung trước khi in ấn hay là gửi forward vân vân. Thì đây mình sẽ có cái mục là apply disclaimer. À, mình bấm vào. Thì đây cũng tương tự như vậy, mặc định nó sẽ, cái này nó sẽ áp dụng cho người trong tổ chức mình gửi ra ngoài, cho nên mình sẽ chọn cái mục là sender y. Y ở đây là mình có thể chọn sau đây các anh chị sender y located là những người inside, nó sẽ chọn tự hiểu là toàn bộ người trong tổ chức luôn, còn cái nãy em chọn là mình sẽ chọn một vài người nào đó. Đấy. Thì ở đây nó sẽ tự hiểu toàn bộ người trong tổ chức. Rồi cái nội dung mình muốn chèn thêm là gì thì mình có thể soạn ở đây mình gắn vào. Thì ở đây nó sẽ hiểu được cái định dạng HTML luôn nha các anh chị. Nên là nếu mà mình có thiết kế màu sắc logo gì đó thì mình có thể chèn vào đây, thì lúc mà hệ thống nó apply nó cũng sẽ hiểu. Đấy. Thì đó mình có thể làm, và mình cũng có thể dùng cái disclaimer này mình thay cho cái chữ ký. Đấy. Rồi. À, đấy, đó là hai cái rule mà cơ bản chúng ta lưu ý. Nó còn một cái nữa là chúng ta cũng có thể quản lý một số đối tượng người dùng. Ví dụ đây em nói là sẽ có một số cái trường hợp mà một người nào đó mà chúng ta muốn trước khi cái email đó người ta gửi ra ngoài thì mình hệ thống nó phải gửi cho mình để mình kiểm duyệt cho phép gửi ra ngoài hay không thì email đó mới đi. À, thì trong một số trường hợp đặc biệt ở công ty trước đây em gặp rồi, công ty về công ty bình thường hoặc là bên ngân hàng họ có nhu cầu đó, thì không biết bên giáo dục bên mình có nhiều những cái nhu cầu đó hay không. Ở đây em sẵn đây em chia sẻ luôn. Đó mình có thể tạo mới một cái rule ở đây. Rồi, và mình đặt tên nó tùy mình, và đây mình sẽ có thể chọn cái người đó. Ví dụ em chọn
Em đi, ví dụ em. Đó, ví dụ em chọn em. Có nghĩa là tất cả những email là từ ông Nam này mà gửi ra thì nó sẽ forward cái email này cho ai đó để approve. Thì approve đây nó sẽ cho chọn người, ví dụ em chọn chị Minh đi. Ok. Đó, thì đây mình sẽ thấy tất cả những email từ ông Nam gửi đi, người gửi là ông Nam, sẽ forward qua cho người này, chị Minh, để chị approve. Đó. Rồi, thì đây là một cái cách để mình quản lý. Và ở đây mình cũng sẽ lưu ý luôn nha, là cái người gửi mail kia, người gửi kia là ông Nam này, ông sẽ không có nhận biết được là cái email ổng phải qua chị Minh này để phê duyệt. Đấy. Nên là mình có thể là dùng cái này để mình audit hoặc là mình làm những cái liên quan về bảo mật vân vân. Rồi, thì đó là một số cái chia sẻ. Ngoài ra nó có những cái best practice, những cái kinh nghiệm thực tế của MyShop em đã chia sẻ trong cái tài liệu em soạn trước và gửi cho các anh chị rồi, mình có thể tham khảo sau. Rồi, một cái nữa là về MessageTrace. MessageTrace ở đây là để mình check lắp cho cái email gửi ra vào. Rồi, thế đây mình có thể chọn cái khung giờ, chọn cái người gửi là ai, người nhận là ai. Còn nếu mình nói không quan tâm, tôi muốn lọc hết thì mình bấm, mình để nguyên và mình bấm search thôi thì nó sẽ ra. Đây mình sẽ nhìn được hết tất cả nội dung. Ví dụ người này gửi cho qua iCloud báo fail, báo lỗi nè. Mình muốn xem chi tiết mình bấm vào. Đó. Lỗi message không gửi đi được. Mình muốn bấm xem chi tiết mình bấm chi tiết ở đây. Còn không thì nó đã suggest cho chúng ta ở đây rồi. Đó. Rồi. Đó thì đây là một số cách để mà mình biết được, mình hỗ trợ người dùng trong cái việc mà kiểm tra những cái lỗi gửi nhận email. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sang nội dung tiếp theo, đó là về Microsoft Teams. Ngoài ra nếu mà các anh chị nào mà có cấu hình những cái về IMAP, POP3 hay là SMTP, mình có cấu hình thì mình cấu hình như thông tin như thế này, hoặc là mình có thể lên mạng mình search những cái từ khóa, ví dụ IMAP Office 365 trên mạng nó cũng ra thôi. Thì ở đây sẵn, ở đây em để đây cho các anh chị mình xem. Nhưng mà hiện tại Microsoft đang dùng một cái giao thức rất là mới, nó gọi là MAPI, để hỗ trợ chúng ta cấu hình, và cấu hình nó sẽ là tự động hết, chúng ta chỉ cần nhập username và password là nó sẽ vào thẳng, chúng ta sẽ không có cần phải cấu hình bằng IMAP POP3 giống như Google trước đây chúng ta cấu hình nữa. Nên là mình sẽ dễ hơn cho chúng ta rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào Microsoft Teams. Chúng ta sẽ vào nhanh cái này thôi. Trong Teams ở đây thì mình sẽ vào quan tâm bốn thứ. Thứ nhất là Team Policy, là những cái cấu hình mặc định trong hệ thống. Chúng ta sẽ quan tâm là chúng ta có cho phép cái người trong tổ chức chúng ta giao tiếp với những người ngoài trong tổ chức hay không. Cái này sẽ áp dụng cho các anh chị có Office 365 tenant riêng nha. Đó. Cái phần team setting này và tương tự với những cái message email, cái tin nhắn gửi ra gửi vào làm live event, hoặc là những cái team app mà chúng ta sẽ tự cấu hình, tự build. Đấy, mình sẽ cấu hình thành sao. Rồi, thì những cái slide này là những cái best practice, nhưng mà em xin phép để cái slide đó cho anh chị tham khảo sau buổi hôm nay. Bây giờ em sẽ mở chi tiết ở đây cho các anh chị mình xem luôn. Đây mình bấm vào team, trang quản trị admin, mình bấm vào team. Ở đây các anh chị bên AI Tri Thức, sở phòng AI Tri Thức mình sẽ không có tính năng này nhé. Mặc định bên đó họ đã cấu hình cho chúng ta rồi. Rồi, bây giờ mình, anh chị nào mình chưa có tắt cái mic, tắt cái pen với. Ok, rồi. Đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là về cái meeting. Meeting. Về meeting chúng ta cần quan tâm gì? Thứ nhất là khi mà em đi triển khai cho các trường tập đoàn lớn, em hay thấy họ có những cái tính năng như thế này, họ hay bật. Rồi trong cái meeting mình sẽ thấy meeting policy và mình sẽ thấy cái global ở dưới đây. Thì đây là cái policy, cái chính sách mà nó apply cho toàn bộ người dùng trong tổ chức. Chúng ta muốn cấu hình chúng ta chọn cái này.
Rồi ở đây sẽ thấy một số cái tính năng này. Ví dụ như là around transcription thì ở đây do trước đây em bật lên, chứ còn mặc định nó không có bật mặc định, thì mình có thể chủ động mình bật lên, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta chạy cái phụ đề bên dưới bên chúng ta meeting trao đổi. Giả sử như là chúng ta làm cái tập đoàn bên nước ngoài và chúng ta có những cái trường bên ngoài hoặc là giáo viên tiếng Anh, thì chúng ta có thể học online, chúng ta bật cái tính năng này thì sẽ hỗ trợ cho các bạn giáo viên hay là kể cả học sinh sinh viên sẽ nắm được nội dung nó dễ hơn. Đó. Thì chúng ta cứ bật cái này lên. Còn lúc mà người dùng dùng người ta có bật hay không thì tùy người ta, thì tốt nhất mình cứ bật lên trước. Rồi một cái nữa hỗ trợ cũng khá hay, đó là cái tính năng cho phép người ta request điều khiển cái máy mình thông qua cái share màn hình trên Microsoft Teams. Thế đây như như các anh chị thấy trên màn hình này, khi em đưa chuột lên trên cùng thì em sẽ thấy cái mục resetting và em sẽ thấy cái mục give control. Em có thể give control đưa cho một anh chị nào đó để điều khiển cái máy của em để làm cái gì đấy. Thì cái tính năng này nó có thể hỗ trợ cho bên IT mình về cái việc remote và cấu hình một số thứ. Giả sử như là khoảng cách về địa lý nó quá xa thì chúng ta có thể dùng cái cách này thay vì Ultra Viewer hay là Team Viewer gì đó. Rồi. Một cái nữa là cái cho những người không có định danh bắt đầu cái meeting này, thì ở đây chúng ta có thể là bật hoặc là tắt tùy mình. Em khuyến nghị mình cũng có thể nên bật luôn, tại vì ở dưới đây nè nó sẽ có cái mục là người dùng có thể tự cấu hình lại nếu người ta không thích, nên mình yên tâm. Rồi thì đó là những cái meeting policy chúng ta nên bật. Rồi một cái nữa là mình cũng cần cấu hình, đó là khi mà chúng ta soạn một cái email mời mời người khác tham dự cái meeting này á, thì nó sẽ hay để những cái logo, những cái dòng chữ đường link ở dưới, nó sẽ không có thân thiện mấy. Bây giờ chúng ta thay vào đó, chúng ta có thể thay thế những cái logo, những cái biểu tượng của công ty mình, những cái dòng chữ chào mừng của công ty mình vào thì nó sẽ hay hơn. Mình cứ cứ vào meeting setting này và mình thêm vào đây là xong, nó rất là dễ. Rồi những cái khác mà mình không có cần quan tâm, tại vì thứ nhất là nó không có cấu hình thì nó cũng không 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 có apply được 100%, tại vì nó phụ thuộc nhiều thứ. Đấy, rồi một cái nữa là qua messaging policy. Tại đây có một cái đó là hai chúng ta, mình bấm vào cái global acquire setting nha. Thì đây nó có tính năng này mặc định nó tắt này. Đây do em bật lên trước rồi. Thì nó sẽ cho phép người dùng là người chủ của cái group, cái nhóm, cái lớp học đó đó xóa những cái nội dung trong đó đi. Thì nó sẽ hay ở chỗ là nó sẽ hỗ trợ chúng ta kiểm duyệt nội dung cho nó phù hợp. Giả sử chúng ta có một cái group, một cái nhóm dành cho toàn bộ trường chúng ta, và chúng ta đăng tải những thông tin cho nhân viên trong nhà trường, nhưng giả sử có ai đó gõ nhầm một cái nội dung gì đó không hay, thì ở đây sẽ có những người khác, người admin, người quản trị cái nhóm đó, cái group đó có thể kịp thời xóa những cái nội dung đó đi. Đây chúng ta cứ bật lên. Đấy. Còn những tính năng khác thì không có gì để nói. Ngoài ra có cái tính năng là translate message. Trước đây thì nó không tự động bật đâu. Nhưng mà không biết bây giờ em không nhớ là nó đã tự động bật lên hay chưa. Nhưng mà các anh chị mình cứ kiểm tra, nếu chưa mình cứ bật lên. Thì để ý là nó sẽ hỗ trợ dịch những cái ngôn ngữ mà khi mà chúng ta chat trong cái group, những cái nhóm mà của team Microsoft Team đó, nó sẽ dịch sang ngôn ngữ mà chúng ta mong muốn. Đó. Rồi. Một cái nữa là cái về team app, là cái phần cuối cùng ở đây cho chúng ta. Thì với cái team app này nó sẽ hỗ trợ chúng ta có những cái ứng dụng riêng đặc thù của tổ chức mình, mà chút nữa em sẽ chia sẻ sau. Thì mình có thể sử dụng cái team app này và chúng ta cấu hình những cái app đó dành riêng cho những cái nhóm người nào, nhóm đối tượng nào chúng ta mong muốn. Đó. Rồi, vân vân. Ở đây chúng ta có thể chọn thêm và tham khảo thêm nha. Rồi, thì đó là những cái mà chúng ta cần nắm. Ngoài ra nó có cái setting về cho toàn bộ luôn, cái chung luôn. Có nghĩa là ở đây nó có một cái là cho phép những người ngoài tổ chức nói chuyện, giao tiếp với những người trong tổ chức mình hay không. Thì ở đây mình có nè, external access, mình nên bật cái này lên. Rồi, ngoài ra nó có một cái get access nữa, mình cũng nên bật lên. Ví dụ như là em là có tài khoản bên MS-Edu và em muốn vào trong cái nhóm của sở
Ninh Thuận ở bên anh Linh để em trao đổi một cái buổi hội thảo sắp tới đi chẳng hạn, thì anh Linh cần phải bật cái tính năng này thì em mới có thể đi vào bên trong đó em trao đổi với anh Linh được đó. Đấy. Thì ở đây bên AI Tri Thức mình thì tính năng này em chia sẻ luôn là nó không được phép bật lên, tại vì cái này là do bộ đã trao đổi và đưa ra cái quyết định này. Nếu mà bây giờ mình muốn thay đổi thì phải liên hệ với bộ, và các anh chị cũng biết rồi đó, rất là lâu và nhiều khi nó không ra được cái gì hết. Đấy. Rồi. Ngoài ra những cái cấu hình khác mình có thể xem tham khảo thêm ở đây. Đã, ở đây những cái cấu hình phụ thôi, còn những cái chính thì em đã nói rồi. Thì đó là các thường tập về những cái Office 365 cấu hình cơ bản mà chúng ta cần nắm. Em đã có summary note lại ở đây. Đã. Để cho chúng ta xem lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần cấu hình nâng cao. Như lúc đầu em có chia sẻ đó là nếu mà mình muốn bật những cái xác thực hai lớp cho người dùng hoặc là cho phép người dùng tự động khôi phục mật khẩu thì mình làm sao? Thì trong cái phần này em sẽ chia sẻ. Rồi, bây giờ nếu trong cái trường hợp trong tổ chức chúng ta có một cái người dùng mà người ta bị nhiễm virus trong cái email, bị phishing, thì mình sẽ cần làm gì? Cái trường hợp phishing là như thế nào? Thì trước đây em có gặp ở bên cái trường Đại học Y Thái Nguyên là có một thầy bên của bên cấp anh đạo mà thầy đó bị email phishing, có nghĩa là nó sẽ tự động gửi email ra bên ngoài rất là nhiều, gửi spam vô những cái địa chỉ email mình không biết được và không phải do mình gửi, cứ thế nó tự động gửi đi. Thì lúc này mình cần làm cái động tác này ngay lập tức giúp em dành cho những cái người đó. Thứ nhất là mình sẽ vào cái mục user active user, mình bấm vào xác thực hai lớp multi-factor authentication, đây mình bấm vào thì nó sẽ mở ra một cái trang để nó cấu hình cho chúng ta. Thì chúng ta bật cái tính năng này lên thì người dùng trước khi mà truy cập được cái ứng dụng của mình, người ta sẽ phải đăng nhập hai lần. Thứ nhất là nhập mật khẩu bình thường thì không có gì để nói. Thứ hai, người ta phải nhận cái code từ cái điện thoại hoặc là bằng cái ứng dụng trên điện thoại người ta đã cài, thì lúc đó người ta mới đăng nhập được. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ những cái vấn đề bị hack đó dễ hơn. Ở đây chúng ta muốn bật cho người dùng nào thì chúng ta chọn người dùng đó và chúng ta bấm enable lên. Rồi, ở đây nếu mà chúng ta muốn làm cho nhiều người thì ở đây nó có cái nút này nè, thì nó sẽ cho chúng ta một cái file CSV. Thì mình cứ điền thông tin theo cái file CSV cái mẫu này thì nó sẽ bật lên hết cho chúng ta. Đấy. Rồi còn một cái nữa là những cái setting bên trong xác thực hai lớp, nếu mà chúng ta muốn cấu hình. Ví dụ mặc định nó sẽ sử dụng cái phương thức là gọi điện qua cái code nó nói cho chúng ta nghe, hoặc là nó nhắn tin cho chúng ta, hoặc là chúng ta cài cái app và nó gửi qua cái app cho chúng ta. Đã. Thì đó là một số cái phương thức mà nó hỗ trợ. Rồi, quay lại cái vấn đề phishing. Thì thứ nhất, bật xác thực hai lớp là cái việc đầu tiên cần làm. Thứ hai là reset cái mật khẩu của cái tài khoản đó và cho người dùng nó tự đặt lại cái mật khẩu. Rồi thì đó là hai cái căn bản từ cái hướng quản trị chúng ta cần làm. Sau đó và mình cần làm cái nữa là mình nói với người ta, mình bảo người ta các anh chị mình đã đăng nhập cái tài khoản của mình trên bao nhiêu thiết bị nào, vui lòng sign out cái phát cái tài khoản đó ra hết và kiểm tra lại những cái thiết bị đó xem nó có đáp ứng bảo mật hay không. Ví dụ như trên máy tính mình đang, nếu mà có sử dụng phần mềm lậu mà rắc ví dụ vậy, thì mình cần phải cài cái phần mềm diệt virus miễn phí cũng được vào để cho nó quét kiểm tra hết, và những phần mềm rắc thì mình xóa đi. Thì em nói đơn giản luôn, không ai tự nhiên làm công không cho mình một cái phần mềm rồi người ta không bán lấy tiền, hoặc là những cái ông hacker kia tự nhiên ông cho mình một cái rắc mà ông muốn lấy tiền hết, cái suy nghĩ đó sai lầm. Nó không muốn lấy tiền chúng ta cách này, nó sẽ lấy một cách khác. Bây giờ cái đơn giản trên hiện nay nó không có phải quy đổi ra tiền nữa, mà là dữ liệu của con người nó mới là quan trọng, tại vì từ dữ liệu đó mới khai thác được nhiều thông tin đó, nên là nó không lấy tiền ngay trước mắt nhưng nó sẽ lấy đằng sau, lấy những thông tin của chúng ta. Nên các anh chị mình lưu ý khi mình sử dụng những cái phần mềm rác rít mình đang còn dùng trên máy tính chúng ta nha,
Đấy thì đó là những cái lỗ hổng mà chúng ta để cho hacker nó vào nó ảnh hưởng đến hệ thống. Rồi thì đó là cái chia sẻ của em. Ngoài ra nữa, một cái tính năng nữa là muốn chia sẻ luôn là tính năng tự động cho người dùng khôi phục mật khẩu. Thì chúng ta làm ở đâu? Thì đây chúng ta sẽ vào cái mục Azure Active Directory một lần nữa, chúng ta bấm vào đấy, chúng ta sẽ thấy cái mục là trong cái mục user luôn, mình sẽ thấy cái mục là password reset. Mình bấm vào đấy mình sẽ thấy đây password reset. Đây mình sẽ thấy mặc định nó là nông, là nó không có bật. Nhưng mà đối với các anh chị bên IT thức hay là sở phòng á, thì mặc định là bên đó đã bật on hết cho chúng ta rồi. Với các trường học hay tập đoàn thì nếu mà mình chưa bật, mình có thể chủ động bật cái tính năng này để mà cho người dùng tự động khôi phục mật khẩu khi mà họ quên. Đó. Thì cái phương thức nào họ có thể lấy lại thì thứ nhất là qua email, thứ hai là số điện thoại. Thì đây là hai cái mặc định. Còn nếu mà mình muốn bật thêm ví dụ câu hỏi bí mật hay là những cái ứng dụng trên điện thoại là mình cứ tích hết lên. Đó. Nhưng mà ở đây em thấy là email và số điện thoại thì nó quá cơ bản và nó đáp ứng được rồi. Giống như chúng ta tạo tài khoản Facebook á, chúng ta quên mật khẩu thì nó nhắn vào đâu, và email hoặc là số điện thoại là đủ. Đó. Ở đây nó cũng vậy. Đó. Thì như vậy là xong. Đó. Chúng ta có thể bật on lên hoặc là chúng ta nói là bật on thì nhiều khi người dùng người ta đang dạy học lại gặp vấn đề mình không kiểm soát được thì mình sẽ bật theo nhóm, thì mình bấm chọn cái selected ở đây nè và mình sẽ chọn những cái nhóm, ví dụ như mình có trường mình phổ thông mình có nhóm với giáo viên môn toán môn địa hay gì đó thì mình có thể chọn cái nhóm đó và mình áp cái cấu hình cái chính sách này cho nhóm đó làm trước đó, rồi từ từ mình thêm những cái nhóm khác đến khi nào mà toàn bộ nhà trường thì thôi. Đấy thì đó là một trong những cái cách mình có thể áp dụng để mình tiếp cận. Rồi. Rồi thì bây giờ cái phần trình bày của em cũng hết. Trước khi em đi qua phần PowerShell thì em cũng muốn hỗ trợ bên mình giải đáp những cái thắc mắc. Nãy giờ em cũng thấy nhiều cái câu hỏi nhận được từ cái phần chat. Thì mình cũng tranh thủ vừa giải lao vừa trả lời những cái câu hỏi cho các anh chị mình luôn nhé. Rồi, ở đây để em xem. Các anh chị nào mà mình có câu hỏi, có thắc mắc gì ở đây nè, thì mình có thể chat hoặc là mình bật mic mình hỏi luôn nha. Em đang xem lại cái dòng tin nhắn của bên mình. Rồi, Group Office 365 có làm Dynamic Update được không? Thì em xin trả lời cái này luôn là được nha. Cái, nếu mà mình tạo ra cái Group Office 365 mà muốn làm động thêm những thành viên động vào thì mình cũng sẽ làm được. Làm được. Thì chút nữa em sẽ gửi cho bên mình một cái đường link để hướng dẫn các anh chị bên mình làm. Rồi. À, tiếp đến người bên muốn một người bên ngoài gửi email vào trong group thì làm thế như thế nào? Rồi ở đây thì mình sẽ không có quy định được một người nào gửi email vào trong group mà
Rồi em tiếp tục giải đáp các thắc mắc khác nha. Từ từ để em đọc lại. Rồi ở đây em nhận được một câu hỏi rất hay. Từ anh Cừ. Không biết anh chị mình còn nghe được em nói không ạ? Nghe rõ anh hoài, Dạ, anh nghe được ơi. rồi. Nghe được Dạ rồi, rồi, ok. cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Dạ rồi, ok. Rồi ở đây thì anh Cừ mình có câu hỏi là chờ một xíu, máy nó hơi lắc tí. Chắc em xin phép tắt cái camera nha. Mạng hiện tại nó hơi yếu, nó bị out nữa. Rồi. Ok, rồi em đọc lại cái câu hỏi của anh Cơ, em giải đáp luôn. Mỗi lần mình đưa lên một cái gì đó trên cái SharePoint site, nó gửi email đến các bộ phận, thì cái này mình có thể áp dụng cái Power Automate để mình làm những cái flow nó gửi tự động khi mà mình có một cái thay đổi cái file gì trong cái SharePoint. Cái này thì em sẽ có một cái buổi riêng, em đã lên chương trình rồi để cho chúng ta làm. Thứ hai là khóa chức năng tạo Power App trong SharePoint. Thì cái này mình có thể làm bằng việc là thay vì mình khóa khóa chức năng tạo Power App trong SharePoint, mình hiện tại mình không có khóa được cái tính năng đó riêng, mà mình có thể chặn theo kiểu là không cho người ta sử dụng cái license Power App đó luôn, hoặc là Power Automate đó luôn. Tiếp đến là khi mà mình tạo một cái field nội dung nào đó trong cái SharePoint thì mình phân quyền cho cái nhóm người đó. Rồi, thì với câu hỏi này em hiểu như sau nha, em chia sẻ cái màn hình đây cho các anh chị mình xem một chút. Rồi, ở đây em chia sẻ lại cái desktop của em. Thì ở đây ví dụ như em có cái trang SharePoint đây, và chúng ta sẽ có những cái SharePoint list hay là những cái document trong đó, và mình muốn phân quyền người dùng vào chính xác cái SharePoint list của mình riêng được. Thì đây em sẽ mở nháp một cái cho chúng ta và hướng dẫn bên mình để mình nắm. Nhiều group quá. Và mình lấy đại cái này đi. Rồi ví dụ như là em lấy cái document này làm tượng trưng nha. Ngoài ra mình có những cái SharePoint list hay những cái field khác mình có thể làm tương tự. Thì những cái này nó gọi là những cái phần tử bên trong những cái web bạc thôi. Thì mình bấm vào cái document này và mình bấm setting góc trên bên phải này của SharePoint, mình sẽ thấy cái mục là library setting của document, thì nó tên là library setting của SharePoint list thì nó sẽ là cái khác. Thì đây mình sẽ thấy cái mục permission for this document library. Thì mặc định nó sẽ lấy cái quyền thừa kế từ thằng cha là cái trang SharePoint.
Thì ở đây nếu mà mình muốn ngắt cái quyền thừa kế đi và mình muốn phân quyền lại trong cái thư mục đất của mình đó, thì mình bấm đây để mình stop nó đi. Và đồng thời nếu muốn mình xóa luôn hết tất cả những cái group này đi. Và bây giờ không ai có quyền truy cập trừ những cái người có quyền admin. Thì lúc này mình có thể quay lại cái doc của mình này nè, và mình thoải mái mình tạo thư mục và mình chia sẻ cho những người khác hoặc là nhóm người nào đó mình muốn. Đó. Thì kể từ lúc mình chia sẻ thì lúc này nó lại là giống cái việc mà mình làm cái file server bên dưới. Đó. Thì như vậy nó sẽ hỗ trợ chúng ta dễ dàng hơn. Còn trường hợp nói là tôi không muốn làm vậy nữa, tôi muốn quay lại từ đầu, muốn họ có quyền thừa kế vân vân các kiểu luôn từ nãy, thì mình bấm lại grant permission này, thì mình bấm quên mình bấm delete unit permission này, thì nó sẽ back lại như chúng như 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 lúc ban đầu đó. Thì đó là cái cách làm. Rồi tiếp chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Sang câu hỏi tiếp theo. Ngăn cản người dùng tạo nhóm. Rồi, ok. Rồi, cái này ngay sau đây em sẽ chia sẻ luôn cái về bao share group. Admin có thể bí mật tham gia một cái nhóm, một cái group trong team không để lại tên không? Rồi, thứ nhất là admin có thể tham gia bí mật vào một cái nhóm nào đó mà mình không phải là thành viên. Tuy nhiên, sẽ không thể nào không để lại dấu vết nha. Thì ở đây em chia sẻ luôn. Mình quay lại cái trang quản trị Persona admin. Thì vì là mình có quyền admin nên mình sẽ thấy tất cả những cái nhóm, những cái group, những cái lớp học của mình trong tổ chức. Cái này áp dụng cho cả sở phòng và các anh chị ở có Office 365 riêng nha. Tại đây, ví dụ em không phải là người thành viên trong cái nhóm BAHB này, thì em có thể bấm vào đó. Em muốn xem nội dung thì bây giờ em sẽ thêm em vào thành viên hoặc là thêm em thành owner, tự thêm mình vào luôn. Tuy nhiên khi thêm vào thì cũng giống như những người bình thường khác, thì cái nó sẽ có một cái thông báo trên cái nhóm đó. Là ông này đã được thêm vào, ông kia đã được thêm vào. Mình lưu ý. Rồi nếu muốn tạo một cái calendar dùng chung cho mọi người trong tổ chức của mình khi mà mình đặt lịch. Rồi cái này mình làm được nha. Cái này mình sẽ làm cái lịch dùng chung này bằng cái thằng SharePoint list. Chút nữa em sẽ cái này đáng lẽ sẽ có một cái buổi riêng em chia sẻ riêng cái phần này cho chúng ta. Là làm dục SharePoint để làm trang internet, là trang truyền thông nội bộ, và làm file server. File server nãy anh Cường mình có đề cập nhanh qua đó. Đấy, thì cái này em xin phép em có một cái buổi riêng chia sẻ chuyên sâu để mình có thể tự làm luôn. Đã. Rồi. Nãy có câu hỏi. Cái này em không biết, chút nữa mình hỏi lại giúp em nha. Với mục tiêu nào đó trong SharePoint list vẫn như vậy. Một ví dụ như đây nè, mình có một cái thắc mắc là mình dùng SharePoint list và mình điền một cái hàng bên trong đó, giống như Excel mình có một cái hàng và mình sửa sửa quyền trong cái hàng đó, theo em hiểu ý anh Cừ là như vậy, thì ở đây mình không có làm được trên từng hàng nha. Mình không có phân quyền được trên từng hàng trong cái SharePoint list đó hoặc là một cái ô nào đó trong SharePoint list, mà mình chỉ phân quyền ngay trên cái ứng dụng đó luôn. SharePoint là mình phân quyền trên SharePoint, doc của mình là mình phân quyền nguyên cái cục doc của mình đó luôn, chứ mình không có làm nhỏ nữa. Đó. Rồi anh có thể cho ý kiến có nên bucket hay không bucket. Rồi ở đây có một anh Huy có hỏi là có nên bucket asset trong Microsoft Teams hay không, thì em khuyến nghị bên mình là nên bật. Lý do ở đây là ngoài việc mình dùng Microsoft Teams cho những người trong tổ chức mình để mình làm việc, thì mình sẽ có nhu cầu mời những người khác làm việc, ví dụ như phụ huynh học sinh. Thỉnh thoảng họ có họp online với chúng ta, hay là họ muốn vào họ họ dự giờ một cái lớp nào đó, thì ok, thêm vào. Mà mình chỉ thêm vào được bằng cái việc mình bật cái tính năng get này lên.
Đó, nếu mình bằng không bật cái này lên mình không thêm người ta vào được. Còn việc mà mình tự nhiên mình tạo một cái tài khoản cho phụ huynh học sinh thì cái đó em thấy nó rất là vô lý. Tại vì trường mình có license riêng của mình, tại sao mình tại phải phải tạo mà kiểu vô tội vạ cho những người mà gần như cả năm trời chỉ dùng được một vài lần để mà mình học phụ huynh online vậy nha. Rồi, tiếp tài khoản quản trị tạo nhóm và thêm quyền chủ sở hữu trong nhóm cho thành viên nào đó cần bổ sung tính năng khóa không cho chủ sở hữu xóa nhóm. À, cái này thì không làm được nha. Có nghĩa là một cái người admin nào đó, một người cái người nào đó tạo ra cái nhóm và cái nhóm đó mình muốn là cho người admin không được phép xóa đi thì cái đó là không thể. Ở đây có nghĩa là người ta tạo nó thì người ta sẽ phải có quyền toàn quyền cho nó và hiện tại không có cơ chế nào để mình quản lý cái này. Trường hợp ở đây nếu mà mình muốn muốn cấm vậy thì cái nhóm đó phải do mình tạo và mình thêm người ta là thành viên, lúc này mình sẽ có làm cái chuyện đấy. Đó. Thì cái này nó sẽ có một cái bài một cái buổi chuyên sâu hơn về cái OneNote mà em và chị Liễu đã lên kế hoạch thì hy vọng sẽ có sớm ra cho cộng đồng chúng ta để mình có một cái nhìn tổng quan và mình sẽ số hóa cái sổ sách từ cấp sở xuống xuống phòng rồi xuống trường nó hiệu quả hơn bằng cái việc phân quyền như thế này. Rồi, vậy thì việc nhóm trong team công khai là đạt được yêu cầu mong muốn biết mà. À, cái câu hỏi này em không hiểu từ cái chỗ nào. Hoặc là có thể chỉ cần đọc một tin nhắn trên nhóm team mà không cần join. Cái này anh phải join vào một cái nhóm trên Microsoft Team thì anh mới xem được nội dung. Anh không có ở ngoài mà anh muốn đọc cái nội dung trong nhóm đó được. Rồi. Làm sao có thể ngăn học sinh tạo được nhóm riêng? Rồi, chút nữa PowerSense sẽ hướng dẫn cách bật tính năng cho phép xuất danh sách những người trong cuộc hội thoại họp. À, cái tính năng này là một cái tính năng điểm danh khi mà chúng ta tham gia một cái meeting hoặc họp online mà chúng ta muốn biết ai là những người vào trong cái nhóm đó thì rất là dễ. Thì đây nè, mặc định cái người nào mà tạo ra cái lớp học online đó, cái meeting đó thì mình chỉ việc bấm vào cái biểu tượng hình người trên đây nè, show participant ở đây và mình sẽ thấy cái dấu ba chấm đây nè và mình bấm cái mục là download attendance list này, bấm cho nó down về là được đó. Thì như vậy là nó sẽ down chúng ta. Nhưng mà lưu ý chỉ có người nào là người tạo ra cái meeting này, cái buổi họp này người ta mới làm được thôi. Còn lại thì không có làm được nha. Mình lưu ý. Ở mặc định tính năng đã có rồi mình không có cần làm nữa gì hết. Rồi, có thể thay đổi được cái tenant mặc định hay không? Thì xin thưa với các anh chị là mình không luôn. Một cái tenant Office 365 khi mà sinh ra thì nó là ví dụ như là abc.onmyshop.com thì mình sẽ không thay đổi gì được nữa hết, mình phải xây luôn. Đó. Cho nên là nếu trường mình đây là lần đầu tiên mình tạo tại Office 365 tenant thì mình có thể thay đổi lại nếu muốn, còn sau đó mình sẽ sử dụng lâu nhiều năm rồi, dữ liệu lên nhiều rồi mình sẽ không có thể nào mình thay đổi nữa. Rồi, một cái nữa, làm sao tạo ra được những cái file CSV để tạo tài khoản hàng loạt hiện tại? Có máy tính làm được, có máy không làm được. À, cái này nó chỉ là cái định dạng, cái lỗi định dạng của cái file CSV khi mà chúng ta tạo thôi chứ không có gì hết. Rồi, ok, những cái câu hỏi của các anh chị mình thì em thấy là cũng giải đáp gần hết. Và bây giờ em sẽ đi sang phần tiếp theo để giải đáp một số cái câu hỏi, một số cái thắc mắc của chúng ta khi mà chúng ta có. Một câu hỏi cuối cùng em đang thấy ở đây là làm thế nào để có thể đăng ký gói A3 dành cho quản trị viên nhà trường? Cái này thì mình phải mua thôi. Gói A3 thì mình phải mua. Thì cái này mình có thể liên hệ với các đối tác Microsoft như FPT, CMC, vâng, để mình mua. Mới tạo nên muốn thay đổi lại tên. Được. Nếu mà mình mới tạo tenant mình muốn thay đổi lại phù hợp được, mình cứ tạo mới một cái tenant khác thôi. Mình tự tạo lại cũng được. Rồi mình chuyển mình remove cái domain, cái tên miền trường mình từ tenant này sang tenant kia là xong, không có gì hết. Rồi, bây giờ chắc em xin phép hướng dẫn các anh chị mình sử dụng cái PowerShell của em luôn nha, để cho nó dễ dàng các anh chị sử dụng. Rồi,
Thì trong tất cả những cái thư mục mà em chia sẻ với anh chị mình, nó sẽ có một cái thư mục là M365 Management ở đây. Thì nó sẽ có một cái file PowerShell ở đây chúng ta. Rồi nó có cái file hướng dẫn đây luôn. Rồi thì em hy vọng các anh chị mình đã xem cái file hướng dẫn này rồi. Thì thứ nhất cái điều kiện tiên quyết là mình phải cài cái thư viện. Thì em có tạo một cái thư mục tên là Library. Thì mình cài hai cái file giúp em ở đây. Cài cái file 64 này trước, sau đó mình cài cái file admin này. Phải cài theo thứ tự thì nó mới cài được hai file nha. Khi cài xong hai file thì cái script nó mới chạy. Rồi cái script này khi mà mình chạy lên thì rất là dễ, mình bấm chuột phải vào nó thôi, rồi mình run with PowerShell là nó sẽ mở lên cho chúng ta. Thì đây là cái menu, thì đây là cái menu của nó, tất cả những tính năng. Thứ nhất, số 1 là để mình đăng nhập vào. Thì khi mà đăng nhập vào nó mới biết là nó tạo user cho cái Office 365 nào, cái tên nào Office 365 nào. À, luôn luôn chạy cái lệnh số 1 đầu tiên. Sau đó là nếu mà chúng ta muốn tạo user hay chỉnh sửa user, chọn cái section A, tất cả các lệnh nó có ở đây. Những cái lệnh nào mà em highlight màu xanh ở đây nè, là những cái lệnh mà chúng ta khuyến nghị nên dùng. Những cái lệnh khác nó cũng hỗ trợ chúng ta tạo, nhưng mà nó sẽ có một số cái giới hạn. Rồi thứ hai, section B là nó sẽ hỗ trợ chúng ta thay đổi những cái quyền admin, ví dụ như những cái trường, những cái tổ chức nào có thế nào Office 365 riêng thì mình sẽ có quyền, có nhu cầu mình tạo ra những cái user có cái nhóm quyền riêng. À, thì ở đây số 4 và 4.1 sẽ hỗ trợ chúng ta. Nếu mà mình muốn xét quyền cho người ta, mình phải remove hết tất cả những cái quyền người ta đang có đi. Và sau đó mình bấm số 4 để mình xét cái quyền đó lại. Còn nếu mà mình cứ chọn số 4 không thì nó sẽ thêm quyền cho người ta. Nó cộng dồn lại. À. Rồi một cái nữa là set cái password. À, ở đây thì mình có thể là set cái password, đổi cái password lại cho người ta nếu người ta muốn. Ở đây thì 15.1 và 5.2 nó khác biệt nhau ở chỗ là cái 15.1 thì khi mà nó đổi password của người ta, nó sẽ bắt người ta thay đổi lại cái mật khẩu trong cái lần đăng nhập đầu tiên. Cái 15.2 nó cũng sẽ đổi password người ta, nhưng người ta sẽ dùng cái password đó đăng nhập vào luôn, không có cần đổi password nữa. Thì sáng nay đâu đó em có nhìn trên cái group mình thấy có một anh chị nào đó mình hỏi. Rồi. Cái section số 4 là nó sẽ xuất một số cái thông tin cho chúng ta để chúng ta xem thôi, không có gì quan trọng. Rồi, đây cái một section E nè. Cái này dành cho anh Lâm ở bên Bắc Giang và chị Thảo ở bên Sở Hồ Chí Minh. Nếu mà mình muốn xóa những cái tài khoản người dùng học sinh mà nó ra khỏi lớp 12 rồi đó, lên đại học á, thì mình dùng cái lệnh số 9 này mình xóa giúp em. Và cái file CSV này nè, mình cứ nhập danh sách tất cả những cái file username, email của học sinh đó, tự động xóa hết. À, dùng cái lệnh số 9 này. Rồi bây giờ mình muốn gắn license hàng loạt. Thấy một anh nào đó hỏi trong group, mình muốn gắn license hàng loạt cho học sinh hay giáo viên gì đó, thì ok, mình chọn cái lệnh 10.1 trước để mình xóa hết license người ta đang có, sau đó mình gắn lại để nó tránh nó gắn chồng lên. Như vậy là xong. Rồi, cái mục Microsoft Teams cuối cùng này nè, là mình sẽ cấm người dùng tạo những cái nhóm, cái group vô tội vạ. À, và tất nhiên mình sẽ có thêm một cái group nó gọi là whitelist. Cái group nó gọi là whitelist đây. Có nghĩa là những cái thành viên trong cái group này sẽ vẫn được tạo những cái group trên team bình thường. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm một số cái demo. Rồi, bây giờ đầu tiên khi mà mình mở cái script này lên, các anh chị vui lòng bấm số 1 để mình đăng nhập giúp em. Bấm số 1. Thì mình chờ một chút thì hệ thống nó sẽ cài một số cái thứ việc cần thiết. Và cũng như trong cái file hướng dẫn em, mình chạy cái lệnh số 1 này, sau đó mình chạy cái lệnh số 2 để nó lấy đúng cái loại license dành cho cái tenant Office 365 mà mình quản lý. Ví dụ như bên sở Bắc Giang hay là sở Ninh Thuận thì mình sẽ có cái tên khác nhau, chứ không phải là ai bay vào đây đăng nhập cái là dùng được liền nha, mình chú ý nha, mình phải thay đổi lại. Rồi thì khi chờ xíu đăng nhập xong thì em sẽ hướng dẫn bên mình. Rồi chờ một chút, thì cái lần đầu tiên nó đăng nhập nó hơi lâu tại vì nó cài nhiều cái thư viện. Thì ở đây mình có thể dùng hai cái loại tài khoản, cái tài khoản có quyền global admin, quyền quản trị toàn cầu, hoặc là cái tài khoản user admin là dành cho các sở phòng đều được,
không vấn đề gì hết. Tại vì cái script của em làm ở đây là dành cho cả hai đối tượng đó đều áp dụng được. Rồi, ok. Thì nó sẽ có hai cửa sổ đăng nhập, mình cứ đăng nhập đúng là được. Đúng một cái tài khoản cùng password đó nha. Rồi, mình chờ một chút xíu, khi mà đăng nhập thành công nó sẽ báo với chúng ta. Thì khi mà thành công thì mình sẽ chạy luôn cái lệnh số 2 để mình xem cái loại license mà mình cần lưu, cần ghi nhớ nó là cái gì. Rồi, mình bấm số 2 và mình bấm Enter. Em bấm nhầm hai lần số 2 này. Ok, không sao. Rồi, ở đây nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều cái loại license, lý do là bên cái tên là nó phải 365 của MS Edu, chúng ta có rất là nhiều loại license khác nhau. Và mình lưu ý nè, cái loại Office 365 A1 dành cho giáo viên faculty và dành cho học sinh student thì nó sẽ tên như sau. Nó là Standard Office Pack, Standard of Pack Student là dành cho học sinh. Còn cái dành cho giáo viên nó sẽ là Standards of Pack gạch ngang Faculty, nó ở đâu đó dưới đây thôi. Ở đây nó sẽ không có xếp theo đây. Faculty là giáo viên nè. Rồi, và bây giờ mình sẽ cần lấy cái thông tin gì? Mình sẽ lấy cái thông tin đằng trước nè, cái chữ MS Edu VN nè, cái này là của tài khoản MS Edu nha. Các anh chị ở tài khoản tenant khác hay là tổ chức khác nó sẽ có cái tên khác, mình cần lấy cái đúng cái tên này đó, mình nhớ cái này copy ra, cái đó nó gọi là tenant đó. Và mình sẽ mở lại cái script này bằng cái notepad cộng cộng hay là cái notepad để mình thay đổi nội dung trong đây, thì cái script sau này bấm bằng notepad cộng cộng nha, em hay dùng notepad cộng cộng. Và mình kéo lên trên cùng nè, cái dòng 35 đến dòng 40 nè, mình thay đổi một chút. Cái khúc Standard of Faculty là student em đã để ok cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ việc thay cái khúc đằng trước này thôi. Chúng ta chỉ cần thay hai chỗ thôi giúp em. Là cái Edu 1 và Edu 2 là đủ. Còn cái dưới nếu mà anh chị nào mà quản trị nâng cao dùng lâu rồi đó thì mình mới làm, còn nếu không thì không cần. Lưu ý nha. Làm Edu 1 và Edu 2, sau đó mình lưu lại. Rồi lúc này cái PowerShell cũ này mình cũng không có cần nữa, mình có thể tắt đi. Rồi bây giờ khi mà mình đã thay đổi thông tin trong đây và mình có thể chạy lại cái PowerShell một lần nữa, thì lúc này PowerShell mình đã hoàn chỉnh rồi, mình có thể chạy. Rồi mình cũng bấm đăng nhập. Thì kể từ lúc này chúng ta mới có thể sử dụng các lệnh khác ở đây. Rồi, thứ nhất tạo user, thì ở đây em sẽ lưu ý với các anh chị là 3.2 sẽ tạo user bằng cái phần mẫu file CSV có tên như sau. Và khi mà tạo user bằng cái này thì người dùng lần đầu tiên đăng nhập vào phải đổi mật khẩu. Thì nó là cái file full detail này nè. Mình bấm vào mình sẽ thấy. Thì ở đây em cũng để cho chúng ta một số cái mẫu rồi. Mình chờ một chút xíu nha. Là một số cái ví dụ ở đây, chúng ta có thể xem chúng ta làm. Đó, hai cái license Edu 1, Edu 2 em đã để đây. Đó. Thì đây giả sử chúng ta tạo cái tài khoản demo cho MS Edu thì chúng ta cứ gõ username rồi mật khẩu mà chúng ta mong muốn. Rồi tên hiển thị, rồi job title chúng ta có thể là để cái chức vụ là giáo viên, học sinh gì đó. Còn thì tắt mình là trường nào, phòng nào, địa chỉ là ở đâu đó, tùy mình. Cái này mình chủ động nha. Rồi, ví dụ như em muốn tạo cho MS Edu thì ở đây em có cái tên miền là MS Edu. Thì em cứ sửa vậy thôi. Còn cái đằng trước đây mình, nếu mà ai tri thức mình có thể tạo theo mã định danh là bao nhiêu đó, ví dụ vậy. Đó. Còn nếu là chúng ta trường riêng, chúng ta hay có
đặt theo kiểu đặt tên cho nó thân thiện thì mình có thể là đặt tên. Đó. Mình lưu ý nha, cái tên tên đăng nhập, địa chỉ email á là nó không được phép có dấu. Còn mấy cái cốt đằng sau như là tên hiển thị nè thì nó được phép có dấu. Rồi, cái một cái ví dụ như là Nguyễn Văn A đi. Ví dụ vậy nha, ví dụ nhanh vậy thôi. Rồi ở đây sẽ có, nãy em thấy một số anh chị hỏi có file CSV lưu có dấu hay là không dấu, hoặc là tạo lúc được lúc không gì đó, thì nó quay về một cái vấn đề duy nhất là cái định dạng chúng ta lưu thôi. Rồi bây giờ chúng ta lưu như thế nào cho đúng? Thứ nhất chúng ta bấm vào file và chúng ta chọn CSS. Ở đây nó sẽ có nhiều cái loại cho chúng ta chọn, nhưng mà nếu anh chị nào sử dụng Office 2019 trở lên, update mới nhất trở lên, mình sẽ thấy cái mục là CSV UTF-8 thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta lưu lại với cái dạng có dấu tiếng Việt. Thì lúc này khi chúng ta tạo user bằng PowerShell nó cũng sẽ hỗ trợ tiếng Việt cho chúng ta. Rồi, em chọn UTF-8 nha. Em bấm lưu lại với cái tên khác, ví dụ như là demo user. Đó, bấm enter thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta mở thử nó bằng Notepad xem nó có gì khác không nha. Ở đây mình lưu ý một chút nữa là file CSV mặc định nó định dạng với nhau bằng dấu phẩy. Dấu phẩy ở đây nè. Các cái trường, các cái cột nội dung nó sẽ phân biệt nhau bằng cái dấu phẩy này. Đó. Nếu các anh chị nào đang sử dụng phiên bản Office cũ hơn, hoặc là cái ngôn ngữ mà mình cấu hình trên Windows á, đó là Việt Nam hay là tiếng Anh mà của United Kingdom, của bên bên nước Anh á, thay vì United States là Mỹ, thì cái dấu này nó sẽ đổi thành dấu chấm phẩy hoặc là khoảng trắng. Như vậy đem lên hệ thống nó không hiểu. Lý do ở đây ông Mỹ là cái ông làm ra cái hệ thống này. À, mình lưu ý nha, nên là khi mà mình làm xong mình lưu lại, nếu mà mở bằng Notepad lên mà mình thấy nó cách nhau bằng cái dấu lạ nào khác không phải là dấu phẩy thì các anh chị có thể Ctrl H để tìm và thay thế nó lại thành dấu phẩy. À, cho nó đúng, hoặc là chỉnh lại cái ngôn ngữ trên máy tính để nó lưu lại đúng. Thì đây là cái nguyên nhân lỗi duy nhất mà gặp. Đấy, chỉ có vậy thôi. Rồi, như vậy là xong cái file. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn tạo thì chúng ta đăng nhập vào chúng ta tạo thôi. À, ví dụ bây giờ em đăng nhập lại. Mình chờ một chút xíu nha, em sẽ tạo nhanh luôn cho các anh chị xem. Thì với cái tool này nó giới hạn ra làm sao, nó có vấn đề gì khi mà chúng ta sử dụng không? Thì trường hợp em đang demo hai tài khoản cho nó nhanh, nhưng mà khi mà anh chị mình làm với sở phòng hay cả trường mình thì nó sẽ hỗ trợ lên tới hàng hàng chục ngàn dòng dữ liệu bình thường, không vấn đề gì hết. Thì với càng nhiều dữ liệu thì nó chạy càng lâu thôi chứ không có ảnh hưởng gì hết. Và lúc mà nó chạy lâu như thế này, em khuyên các anh chị nên sử dụng một cái máy bàn ở trong nhà trường hay là một con server nào đó. À, mình để cái script này cho nó chạy qua đêm nó xong, thì giống như là cái kinh nghiệm ở đợt cái Covid đợt một em làm cho bên sở Bắc Giang và Hải Phòng, mà em chạy đâu đó 200.000 tài khoản thì chạy khoảng 3 ngày, 3 4 ngày nó cấm máy chạy luôn, chạy như vậy là mới xong. À, thì mình cũng lưu ý nha, trường hợp mình tạo hàng ngàn tài khoản thì nó có thể lên tới 1 tiếng 2 tiếng gì đó là bình thường, có thể hơn, tùy vào tốc độ mạng và cái máy mình nó mạnh hay yếu nữa. Đấy. Rồi, khi mà file CSV mình tạo cho user đã xong thì bây giờ mình chạy cái lệnh đó thôi. Ví dụ như cái lệnh 3.2 ở đây nè, nếu mà anh chị nào mình có thắc mắc thì mình đọc mình sẽ để ý là nó sẽ tạo user với cái nội dung file hồi nãy, tuy nhiên không yêu cầu người dùng đó thay đổi mật khẩu. Vì vậy thôi. Mình muốn chạy 3.2 là 3.3 tùy mình, nên chạy 3.2 tại vì mật khẩu của người ta nên để người ta giữ.
Em chạy 3.2 nha, bấm enter. Rồi bây giờ nó sẽ kêu nhập địa chỉ cái file mà mình đang để đang 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 ở đây. Tại đây mình copy cái đường dẫn thôi. Ví dụ mình để OC đây. Thì mình cứ copy nội dung cái file đó, cả cái đuôi luôn nha, cả cái đuôi là CSV luôn nha. Đó mình copy, mình dán vô đây. Đó. Rồi việc còn lại mình bấm enter. Thì nó sẽ báo chúng ta biết là nó tạo được rồi hay là chưa tạo được. Ở đây nó báo là hai bản ghi đã được khởi tạo. À rồi thì bây giờ mình sẽ vào mình kiếm thôi. Thì mở lại cái file CSV rồi mình kiếm cái tên này. Copy cái địa chỉ này luôn cho nó dễ. Thì đây mình vào cái mục user, active user để mình tạo. À mình kiếm cho mình tạo nữa. Sorry. Đó, bấm enter. Thì đây các anh chị thấy A1 là faculty. Thì đây do là em để cái license ở khúc cuối này, cái cột cuối cùng là license, A1 là faculty giống như là cái hồi lúc ban đầu mình chỉnh sửa. Cái thứ hai nó sẽ là học sinh. Thì bây giờ mình sẽ tìm cái thứ hai. Đó, license đây là học sinh. Đó, nó tạo rất là nhanh và anh chị mình sẽ không có mất công để mình lên đây mình tạo giao diện nữa. Rồi, thì đó là cái việc tạo user. Rồi bây giờ mình muốn set cái password lại hoặc cập nhật thông tin của người dùng đó thì như thế nào? Đây, 3.4 mình có cái mục là cập nhật cái thông tin cho người dùng. Thì ở đây nó cũng chạy tương tự 3.2, 3.3 thôi chứ không có gì hết. Nó khác là khác cái file CSV, cái file template của chúng ta. Này, đây, em mở lên cho các anh chị mình xem nha. Đó. Thứ nhất là nó sẽ yêu cầu cái cột username để nó biết cái người nào cần thay đổi thông tin. Mình chờ một chút xíu. À, cột username để nó biết người nào cần thay đổi thông tin. Đó. Rồi, ở đây nếu mà muốn thay đổi thông tin, bất cứ thông tin nào thì mình có thể điền vào đây. Nó sẽ tự cập nhật thay đổi lại hết cho chúng ta. Đó. Cái này em không demo nha, các anh chị có thể thử lại để tránh mất thời gian của các anh chị. Rồi. Set password cũng vậy. Nè, mình có thể đặt lại password cho một danh sách rất là nhiều người. Dạ. Rồi, em sẽ demo cái tính năng xóa. Xóa những cái tài khoản nha mà sở Bắc Giang và sở Hồ Chí Minh có hỏi em. Đó. Rồi, bây giờ xóa user thì mình cần sẽ mở lại cái script, cái file CSV xóa user. Này. Thì mình sẽ kiếm nó. Xóa đây. Mình bấm vào. Xóa thì dễ lắm, mình chỉ điền cái email vào thôi. À, mình chờ một chút xíu. Mình cần ví dụ như là hai cái user nãy em tạo, bây giờ em muốn xóa nó thì xóa rất là dễ. Đây, em mở lại. Nó chỉ cần cái email của người đó là đủ. Đi. Xóa. Rồi, rồi lưu lại. À, sorry, em lưu lại với bấm nhầm nút. Rồi cũng tương tự vậy, mình bấm cell S và mình lưu lại với cái ở đây mình không có cần username, không có cần quan tâm tiếng Anh hay tiếng Việt, mình chỉ cần đặt tên lại thôi. Xóa user. Đó, ví dụ vậy. Rồi xong. Rồi mình tắt đi. À, tắt file CSV thì cũng được, không sao hết. Rồi bây giờ mình cũng lấy cái đường dẫn đó luôn. Mình bấm số 9 nha, bấm số 9 để nó xóa. Rồi bấm số 9. Rồi cũng tương tự nhập cái đường dẫn đó ra. Để chết. Chưa copy. Copy đường dẫn nè. Dán vào. Xẹt. Rồi cái file đâu, xóa user, nhập đây, rồi dán vào, bấm enter, nó sẽ tự xóa cho chúng ta. Đây nó báo hai bản ghi đã bị xóa. Bây giờ mình lên mình kiểm tra coi đúng có nó xóa không. Đây ví dụ ông demo 2 bấm refresh, không còn nữa, mất tiêu rồi. Vậy nó ở đâu? Ông sẽ di chuyển vào trong thư mục delete nè. Đó, anh chị nào thấy không, nó qua đây hết rồi.
Còn trường hợp các anh chị nào mà muốn xóa luôn trong đây nha, thì chạy luôn cái lệnh 9.1 giúp em. Cái này sẽ không có cần bất kỳ facility nào hết, mặc định nó sẽ tự hiểu chui vô đây nó xóa hết. Tuy nhiên mình lưu ý nè, mình không nên làm cái này trong trường hợp bất khả kháng. Lý do là khi mà mình xóa user, nó sẽ hệ thống nó sẽ giữ lại cái dữ liệu của user này tối đa 30 ngày. Nên là trong 30 ngày đó nếu người ta có muốn lấy lại dữ liệu hay backup cái gì đó thì người ta còn cơ hội làm được. Còn nếu mà mình vô đây mình xóa luôn là thôi luôn, mất hết dữ liệu luôn. Đấy. Rồi, một cái cuối nữa chia sẻ nhanh với các anh chị ở đây là cái việc mà mình cấm người dùng tạo những cái group nhóm thì mình sẽ chạy cái lệnh 11. Thì nó sẽ thứ nhất tạo cho chúng ta một cái group đó tên là Allow Team Reaction. Rồi, và đồng thời nó sẽ cấm tất cả những cái user, toàn bộ user luôn, kể cả admin luôn, không được phép tạo group nhóm trên Team, Planner, SharePoint, v.v. Mình bấm cái số 11, mình bấm Enter là xong. Mình chờ xíu là nó sẽ ra. Thì kinh nghiệm thì khi mà mình chạy cái này, mình nên chạy cái lệnh 11 ít nhất 2 lần. Lý do là cái group mình mới tạo á, thì mình sẽ cần một ít thời gian cho nó tạo và nó apply những cái policy. Nên là mình sẽ nếu mà mình chạy cái group 11 ngày hôm nay thì chiều tối vài tiếng sau hoặc là ngày mai mình chạy lại cái 11 đó một lần nữa cho chắc. Trước đây là một số lần bị rồi, tìm mãi thì mới biết nguyên nhân đó. Tạo luôn này cho nhanh, bấm thêm cái 11 nữa. Thì bây giờ em có thể vào cái team này em test thử. Bấm vào cái team. Mặc định là bây giờ không có ai được tạo mấy cái group đó hết rồi đó. À đây, sorry, em có cái team này rồi. Tự nhiên mở kia mất công. Cái máy mở quá nhiều phần mềm nó đỡ. Rồi mình bấm Join or Create Team này. Nè bây giờ mình sẽ bấm vào nút Create Team. Nếu mà mình không tạo được thì nó sẽ mất nha. Ở đây chắc nó chưa ăn policy á. Hoặc là nó sẽ cần phải sign out ra, sign in vô lại. Đã. Thì khoảng mất đâu đó khoảng vài phút để nó apply cái này. Thì các anh chị có thể thử sau buổi hôm nay. Thì nhiều khi tại vì em làm demo đây nó gấp quá, nó chưa có ăn policy. Đó, mình có thể thử lại. Rồi, ngoài cái lệnh 11 này thì nó có cái lệnh 11.3 này hỗ trợ rất là hữu hiệu cho các anh chị mình để mà mình cho phép những cái giáo viên được phép tạo những cái group bình thường, còn các bạn học sinh thì không. Vậy tại sao nó làm được cái chuyện đấy? Thì nó sẽ căn cứ vào cái license nha. Thì mặc định cái lệnh 11.3 nó sẽ nắm đầu tất cả những cái user nào có cái license là giáo viên faculty, nó sẽ thêm vào cái group allow team reaction này để nó cho phép mình tạo những cái team đó, những cái group đó. Tử ra ở đây mình tạo được chưa? À nó vẫn còn tạo được. Không sao, mình có thể thử lại sau, hệ thống nó chưa ăn thôi. Rồi, bây giờ mình quay lại cái group allow team reaction. Rồi thì khi mà mình chạy, mình bấm cái 11.3 này, tự động hệ thống nó làm hết luôn cho chúng ta. Chúng ta không có cần file CV nữa, chúng ta cứ bấm này, chúng ta ngồi chờ thôi. Thì tự động tất cả user có license giáo viên nó sẽ thêm vào cái group đó. Thì tự động mặc nhiên giáo viên sẽ được tạo cái group bình thường, còn người dùng là học sinh sẽ không được tạo đó. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy, rồi. À, cái này thì sẽ dành cho các trường học mới mình sử dụng và các sở phòng mình á. Khi mà mình dùng cái lệnh 11.3 nè, trong cái trường hợp mà trong cái sở phòng mình có nhu cầu mình tạo thêm những cái học sinh giáo viên cho các trường bên dưới, thì mình chạy đồng thời cái lệnh 11.3 này luôn nha, để cho các anh chị giáo viên bên dưới có thể tạo được cái lớp học để mà có thể giảng dạy được cho các học sinh bên dưới. Đấy. Cái này là mỗi khi mình tạo user mới thì mình cần phải chạy lại 11.3 thế thôi. Đó, thì đó là
cái trip mà em muốn chia sẻ với các anh chị để mình có một cái mình hỗ trợ nhanh cho cái công việc của mình trong cái việc quản lý phần 365. Rồi, không biết các anh chị nào mình có thắc mắc, có những cái câu hỏi gì ở đây không ạ? Mình có thể hỏi. À đây, quá nhiều luôn. Quá nhiều câu hỏi luôn. Rồi, chờ một xíu đang kiếm em hỏi lại đây. Nãy mình dừng ở cái câu hỏi này. Em đăng ký gói A3. Em xin đăng ký gói A3 cho trường. Cái này 3 năm thì mình có thể liên hệ đây. À đây, chị Minh có cho cái email rồi. Cảm ơn chị. Gói A1 các tính năng đầy đủ như gói A3 không thì nó sẽ có bị giới hạn nha. Gói A3 mình sẽ có nhiều cái tính năng hơn. Thứ nhất là mình tạo được cái live event. Thứ hai là mình khi mà meeting như thế này nè, cái file record của mình sẽ tự động lưu lên stream. Gói A1 nó sẽ không tự động lưu lên Microsoft Stream. Và gói A3 nó sẽ có cái phần mềm tên là Booking nữa. Nó sẽ hỗ trợ cho mình tự động đặt những cái lịch meeting từ bên ngoài vào, kiểu như để mình hỗ trợ tuyển sinh hay gì đó, thì nó có những tính năng hay ho như vậy. Và nó có cái bọc thồ để mình quản trị về security nữa mà gói A1 nó không có. Ngoài ra nó có thêm cái phần mềm Word, Excel, PowerPoint, Outlook cài dưới máy. Đó, thì đó là những cái mà A1 không có. A1 thì mình chỉ có dùng trên web thôi, cho dùng web thôi. Rồi, phần đăng ký thêm số lượng user ở sở Quảng Ninh có 10.000 user student muốn đăng ký thêm, không sao hết. Cái này mình muốn đăng ký thêm thì mình có thể có danh sách đó rồi, thì mình có thể dùng cái script của em để mình tạo nếu anh là người quản lý cái sở đó. Đấy. Và cái script em thì nó không có giới hạn ở cái số lượng user bên mình muốn tạo là bao nhiêu nha. Nên mình cứ tạo thoải mái, không có gì hết. Rồi, trong tài khoản admin khi cấp tài khoản cho thành viên có sắp xếp theo folder folder chức năng nhóm hay không để kiểm soát nhóm. À, ở đây thì nó sẽ không có phân loại theo nhóm hay là gì hết nha. Nó, ví dụ như user khi mình tạo thì nó chỉ là theo thứ tự alpha b thôi, từ trên xuống dưới. Nó, nhóm nó cũng vậy, cũng alpha b thôi. Rồi, mình tạo trên web được không thầy Nam? Mình tạo cái gì trên web à anh nhỉ? Tạo user. À, nếu mà mình tạo user hay là tạo bằng nếu mình tạo user nha, hoặc là tạo group, thì mình có thể tạo bằng cái giao diện trên Office 365 được. Nhưng tuy nhiên là cái đó nó bị giới hạn tính năng như trước giờ mình sử dụng. Ví dụ mình tạo bằng cái giao diện thì tối đa một lần mình tạo chỉ có 250 trường dữ liệu thôi. Còn nếu mình tạo bằng PowerShell lên hàng ngàn, hàng trăm ngàn user vẫn bình thường. Rồi, gửi lại giúp anh tài liệu. Ok anh, em sẽ gửi lại tài liệu cũng như là file ghi âm cái buổi hôm nay. Xin được share liên hệ diễn giả và trip hôm nay. Những ai mình đăng ký cái buổi đào tạo này thì mình đều đã nhận được tài liệu cộng cái trip rồi trong cái email của mình ấy. Thì mình cứ chủ động mình mở email ra, mình sẽ thấy trên cái lịch calendar của mình á. Trên web thì chỉ được tạo tối đa 250 nha, chỉ được tối đa 250. Tạo PowerShell số lượng lớn, đúng rồi, chính xác, tạo PowerShell rất lớn. Cho mình xin bài viết tạo user hàng loạt học sinh. Cái này thì em có trong cái file hướng dẫn lúc mà các anh chị mình đăng ký mình tham dự cái buổi ngày hôm nay, em có cái tài liệu đó rồi, hoặc là mình có thể xem lại cái video này. Ok, tài liệu buổi hôm nay em sẽ share lại. Đúng rồi, mình có gửi tài liệu rồi. Ok, nếu cần thì em có thể gửi lại tài liệu cho các thầy cô một lần nữa. À đây, có anh Lợi anh chia sẻ giúp em rồi. Cảm ơn anh Lợi. Rồi, em muốn tạo xác nhận đăng ký sau khi điền form. À, cái này là cái flow. Em sẽ có một cái chuyên đề chia sẻ riêng về cái flow này trong các buổi hôm sau nha, để hỗ trợ bên mình. Chia sẻ cách tạo group hàng loạt và thêm user hàng loạt vào group theo dạng class. Rồi, cái này thì hiện tại PowerShell nó chưa hỗ trợ tạo cái group nhóm học sinh hay là staff như thế này, nên là hiện tại chưa có cách. Đây là cái hạn chế. Ok.
Rồi, không biết các anh chị nào mình có thắc mắc gì khác ở đây mình có thể chủ động mình mở mic luôn mình nói nha. Còn hiện tại thì em cũng đã lấn quá cái giờ của các anh chị khoảng 4 phút. Đấy. Rồi, không biết các anh chị nào mình có thắc mắc gì thì mình có thể chủ động mình hỏi không? À, mình có ý kiến Linh Ninh Thuận Nam ơi. Dạ, đây. Rồi, tại như thế này, tại vì hiện nay thì trên một cái tên anh của tỉnh đó thì nó chỉ giới hạn được tối đa 5.000 nhóm. Hiện nay thì toàn bộ cái giáo viên trung học phổ thông thì theo cái danh sách năm ngoái của dự án ý thức đã chuyển cho mình, hầu như mọi giáo viên đều có khả năng tạo nhóm. Thế thì nếu mà tất cả mọi giáo viên đều có khả năng tạo nhóm như thế thì với lượng 5.000 nhóm như thế thì mình nghĩ 1 đến 2 năm thì cái lượng nhóm nó sẽ đầy. Do vậy thì mình muốn tiết kiệm nhóm á, do vậy thì mình chỉ giao lại cái quyền nhóm tạo nhóm dành cho tài khoản của nhà trường. Do vậy tất cả những cái tài khoản của giáo viên á, mình muốn là gì tắt đi cái tính năng tạo nhóm để nó có một chính sách chung của nhà trường là để cho nhà trường tạo nhóm. Ví dụ như sau này là mỗi lớp như thế sẽ có một nhóm. Thì cái nhu cầu hiện nay mình muốn là gì phải dùng một strip để làm sao mình disable đi cái khả năng tạo nhóm của giáo viên. Vậy thì bây giờ mình làm bằng cách nào Nam ha? Dạ rồi, trường hợp của bên mình có thể dùng hai cách nha. Thứ nhất, mình chạy cái lệnh 11.1 này giúp em để cho phép người dùng người ta tạo nhóm lại bình thường. Sau đó mình chạy tiếp cái lệnh 11 để hệ thống nó cấm toàn bộ người dùng tạo nhóm. Và do lúc này là cái nhóm, cái group là cho phép tạo nhóm mà nó mới khởi tạo và trong đó không có thành viên nào trong đây hết. Nên bây giờ mình muốn thêm chính xác những cái ban giám hiệu nào trong nhà trường được phép tạo nhóm thôi thì mình chạy cái lệnh 11.2 này giúp em. Và lúc này mình sẽ có cái file CSV và mình sẽ thêm chính xác cái địa chỉ email của cái thành viên ban giám hiệu đó vào. Thì lúc này chỉ những người đó được tự động thêm vào nhóm đó thôi. Thì thêm vào xong thì chỉ những người đó được tạo. Đó, như vậy là xong. Tuy nhiên ở đây nó phát sinh một vấn đề giống như anh đề cập, đó là nhóm nó quá nhiều, nó quá lớn. Qua từng năm nó sẽ quá tải cái tên là Office 365 đó. Thì bên Microsoft cũng đang hỗ trợ một số tỉnh, ví dụ như là Hà Nội hay là Bắc Giang, Hải Phòng, mình đã tạo ra những cái tenant phụ, ví dụ như là Hà Nội sẽ có Hà Nội 01, 02, 03, Hồ Chí Minh sẽ có 01, 02, 03 nữa. Thì những cái 1, 2, 3 là những cái dự trữ dành cho những cái năm sau nếu mà cái mặc định nó đã quá lớn, nó quá tải rồi. Đó. Nên là đó là hai cái hướng giải pháp của bên mình. Thứ nhất, anh có thể chạy script giống như anh nói để giới hạn lại. Thứ hai là mình sẽ phát sinh thêm những cái tenant khác 1, 2, 3 dành cho bên mình nữa. Đấy, không sao hết. Rồi, ok, mình cảm ơn Nam rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Remove hàng loạt user khỏi group. Cái này thì hiện tại không có trong cái script của em. Nếu mà anh muốn làm, anh Khánh muốn làm, anh sẽ phải tìm những cái script trên mạng để nó hướng dẫn. Ví dụ em sẽ demo nhanh cho anh, ví dụ mình tìm như thế nào cho đúng nha. Em khuyên bên mình hay nên nên sử dụng cái từ search bằng cái từ khóa tiếng Anh, how to remove user from Office 365 group, thêm cái chữ power shell vào thì sẽ có rất nhiều cái hướng dẫn ở đây. Hướng dẫn gốc của Microsoft mình có thể đọc, tuy nhiên nó sẽ viết theo kiểu học thuật, kiểu thạc sĩ một tí để nó giúp mình hiểu và mình tự làm được. Tuy nhiên mình cần một cái mà áp dụng nhanh luôn thì mình có thể sử dụng những cái script mà những cái trang khác người ta làm đây nè. Ví dụ mình lấy đại một cái trang nha, bấm open thì những cái trang bên ngoài lề như thế này nè, nó sẽ hỗ trợ chúng ta những cái lệnh từ cơ bản đến nâng cao luôn. Ví dụ lệnh đăng nhập như thế nào. Ông này ông gói thành cái file rồi. À đây, may quá ông có chia sẻ trên GitHub. Đây này, mình có thể bấm vào đây mình xem. Nè, đó. Thì đây nè. Cái nội dung trong script đó như thế này thì mình có thể lấy về mình chạy. Hoặc là nếu mà nó khó quá, nó khó hiểu quá, mình có thể chủ động mình tìm những cái khác. Thì đây là một trong những cái cách mà mình tìm những cái lệnh để mình áp dụng vào trong thực tế. À đây, cái này ok nè, nó hướng dẫn mình từng cái lệnh đăng nhập như thế nào. Rồi, xóa một user ra khỏi nhóm thì làm sao? Xóa nhiều user ra khỏi nhóm thì làm thế nào? Đây, nhiều user thì điền nhiều cái email thôi, không có gì hết. Đó.
nè, hoặc là một cái file CSV luôn đó, file file giống giống em nãy đó, là nó remove đó, thì mình có thể làm cái cách này. Thì em đây em tìm được cái câu trả lời cho anh nào chị nào có hỏi thì em dán lên đây luôn nha. Đó, mình có thể chủ động mình tham khảo. Thì tương tự nếu mà mình gặp khó khăn mình có thể tìm những cái script khác nó thân thiện, nó dễ dùng hơn. À, rồi trong phạm vi một nhóm làm sao để các thành viên không được tạo thành viên nhóm không tạo meeting được. À, cái này là mình cấm tạo meeting. Cấm tạo meeting thì mình có thể vào cái meeting policy. Mình quay lại cái trang quản trị Office 365 tí. Cấu hình những cái đây nè. Admin. Cái tính năng này em không chắc nha. Bây giờ mình sẽ vào đây mình tìm hiểu luôn. Trong cái Microsoft, trong cái team setting team admin. Rồi mình sẽ có cái mục là meeting. Meeting policy. Trước đây em cũng gặp một cái câu hỏi là không cho học sinh chat được không, thì trong cái messaging nó sẽ có cái mục đấy. Ở đây mình cấm meeting policy. Meeting policy nếu được mình sẽ cần tạo ra một cái meeting mới, tạo một cái policy mới thì đúng hơn. Ví dụ mình nói là không cho phép tạo meeting, ví dụ vậy. Thì ở đây mình tắt hết mấy cái tính năng tạo meeting, tắt hết đi. Rồi. Mấy cái kia mình để là để cho người ta tham dự những cái meeting người ta được mời. Sau đó mình bấm lưu lại. Rồi, khi mình tạo xong một cái meeting policy này rồi thì chờ một xíu một cái reset. Tạo rồi mà đi đâu không biết. Để lưu lại. Cấm tạo meeting. Lưu. À đây, cấm tạo meeting. Chắc nãy chưa đặt tên quên. Rồi, thì khi mà mình có cái policy này rồi, có chính sách này rồi, mình sẽ vào cái mục là Group Policy Assignment. Và bây giờ mình sẽ add nhóm. Thì bây giờ mình sẽ kiếm cái nhóm đó. Ví dụ mình có những cái nhóm giáo viên hay là nhóm cái nhóm người nào đó mà mình không muốn cho tạo cái meeting, ví dụ như là hội chị em gì đây đi, ví dụ vậy. Add vào. Và mình chọn cái policy mình tạo, ví dụ cấm tạo meeting. Mình bấm apply thì tự động tất cả thành viên trong cái nhóm này sẽ không được tạo meeting. Những người khác bên ngoài sẽ tạo bình thường. Đó. Rồi. À, tới đâu vậy ta? Remove hàng loạt. Hướng dẫn tạo chữ ký mặc định trên hệ thống Office 365. Cái này được nha. Nhưng mà em có một cái hay hơn là em tạo ra một cái script PowerShell để tự động chèn cái chữ ký vào trong cái Outlook web luôn cho chúng ta. Thì với mỗi người sẽ có cái chữ ký khác nhau, cái title, cái số điện thoại v.v. khác nhau hết. Và nó sẽ lấy tự động hết. Thì cái này em xin phép chia sẻ với bên mình vào một cái buổi khác. Và cái script này em có rồi, ở công ty cũ cách đây 3-4 năm em làm rồi cho bên đó. Để mình có thể áp dụng cái này. Rồi, em có thể gửi mail đồng loạt cho 1.000 tài khoản cùng một lúc hay không? Cái này được nha, email giới hạn gửi đi của chúng ta một ngày là 3.600 email. Một người được gửi tối đa 3.600 email trong một ngày. Và cái việc mình gửi 1.000 thì vẫn trong giới hạn đó, không vấn đề gì hết. Tuy nhiên, mình lưu ý một xíu nha, mình không nên lạm dụng cái tính năng này. Tại vì em đang thấy ở đây là mình đang sử dụng cái tính năng kiểu như email marketing.
mà mình dùng cho Office 365, một cái hệ thống email dành cho doanh nghiệp, cho tổ chức. Và nếu mà mình dùng cái này thì nguyên cái hệ thống mình có thể bị rơi vào spam hoặc là bị những hệ thống khác coi mình như là hệ thống email spam, và nó sẽ chặn nguyên cái hệ thống mình luôn. Lúc này khi mà mình gửi email ra ngoài, hoặc bất kỳ người nào trong tổ chức gửi email ra ngoài, nó sẽ dễ dàng rơi vào thư rác spam các kiểu hơn, thay vì nó rơi vào inbox. Mình lưu ý nha, mình không sử dụng cái này, làm được nhưng không gửi được, nhưng không không khuyến nghị. Và thay vào đó mình nên sử dụng mấy cái dịch vụ email marketing bên ngoài, như giống như là Mailchimp hay là gì đó bên ngoài á, mình dùng cái đó để cho nó dễ. Hoặc là mình có thể tự động xây dựng một cái hệ thống gửi email. Tuy nhiên mình làm cái hồ chứa, cái queue xếp hàng hàng đợi. Ví dụ mình có một email gửi cho 10.000 người thì mình nên làm cái delay, ví dụ như 1 phút gửi một mail, 1 phút gửi mail, 1 phút gửi mail. Đó, thì như vậy nó sẽ tốt hơn, chứ mình đừng có bắn ngàn mail một lần. Đấy, rất là nguy hiểm cho hệ thống. À, rồi thầy cho em bản ghi âm. Ok, em sẽ có gửi lại cho bên mình. Có cách nào ứng dụng điểm danh? Cái này có nha, em đã build cái ngữ cảnh rồi. À, đáng lẽ là buổi ngày hôm nay em chia sẻ luôn cho bên mình á, nhưng mà vì nó quá hết thời gian rồi, nên là em cũng xin phép chia sẻ lại cái buổi ngày hôm sau. À, rồi, gửi ý kiến đề xuất ở đâu? À, ý kiến đề xuất này em sẽ tạo một cái form. À, một cái form trên cái cộng đồng Office 365 của mình để các anh chị feedback thêm ý kiến. Đồng thời là mình sẽ tự động mình chọn ra những cái chủ đề sắp tới nào mình muốn nghe. À, sắp tới em và chị mình sẽ làm ra cái form đó cho bên mình điền. Rồi. Quá nhiều tin nhắn ở đây nên là nó bị lag luôn cái phần mềm. À, ok, em muốn gửi thông báo cho sinh viên vì học online mỗi lần dạy hơn chỉ có dạy hơn được 1.000 sinh viên. À, về cái 1.000 sinh viên này thì mình có thể thứ nhất là về cái tính năng thông báo nha, mình có một cái ứng dụng nó gọi là Company Communicator, cái nó là tên tiếng Anh, nó là một cái app trên Microsoft Teams. Thì mình sẽ hỗ trợ thông báo những cái thông tin nhà trường qua cái đó. À, rất là hiệu quả. À, số lượng thì không giới hạn. Còn về việc làm những cái buổi online học tập như thế này nè, à, thường thì nó sẽ làm bằng meeting, team meeting, và giới hạn chúng ta là 350 người. Tuy nhiên nếu mình muốn làm lớn hơn thì mình sẽ cần phải làm qua team live event. Thì những cái live event này nó lên tới 10.000 người, và sang năm sau, đầu năm sau, quý 1 năm sau nó sẽ lên tới 20.000 người. Thì với 10.000 sinh viên này em nghĩ là ok. Tuy nhiên nó lại bị giới hạn ở chỗ là nó sẽ hạn chế cái việc tương tác. Ví dụ như meeting chúng ta có thể mở mic lên chúng ta hỏi như thế này, nhưng mà live event thì mình chat nhau thôi. Đó. Rồi, à, xin hướng dẫn ứng dụng điểm danh học sinh email, à, qua email luôn à, điểm danh qua email à. Điểm danh qua email thì em thấy nó không có ý nghĩa lắm. À, ở đây em sẽ có một cái hy vọng đủ thời gian demo chúng ta. À, đây may quá nó mở lên rồi. Thì đây về những cái việc mà chúng ta muốn điểm danh thì ở đây em có ngay một cái ứng dụng, nó là check in, start check in ở đây này. À, mình có thể apply cho học sinh luôn, sinh viên luôn. Thì ở đây nó sẽ có những cái điểm danh cho chúng ta. Ví dụ như hàng ngày nó có thể nhắc, hoặc là hàng tuần nhắc. Ví dụ như đây nó báo là nhắc hàng tuần, em sẽ kiếm cái week, cái daily check in ở đây, cái daily. Thì mình khi mà học sinh sinh viên nó muốn check in, nó bấm vào cái check in. Cái này dở, em đăng nhập lại cái tài khoản khác. Không có kịp đăng nhập nó ở đây rồi. À, em đang dùng đăng nhập Microsoft Teams trên một cái phần mềm mà thứ ba để nó có thể đăng nhập nhiều cái ứng dụng khác ở đây, nên là nó không sử dụng được cái tính năng check in này. À, đây chờ một xíu để em chia sẻ nhanh, nếu các anh chị nào mình có câu hỏi thì mình có thể chủ động hỏi ở đây. À, em cũng xin thêm một ít thời gian của các anh chị còn lại nữa.
để mình hỗ trợ hết những cái câu hỏi thắc mắc. Ở đây chúng ta rồi về cái điểm danh thì em đã có build một cái app cho chúng ta rồi để chúng ta sử dụng, và sắp tới sẽ có một cái buổi chuyên sâu hơn và hướng dẫn chi tiết hơn, cũng như là những cái giải đáp thắc mắc liên quan về việc mà mình sử dụng những cái app đó. Chờ một xíu để mình đăng nhập luôn cho chúng ta. Cái việc mà cái buổi ngày hôm nay chúng ta nó sẽ là tiền đề để mà chúng ta sử dụng nhiều hơn những cái tính năng Office 365. Tại vì như chúng ta biết, cái việc mà tạo user, edit user, những cái này nó chỉ là cái vấn đề cơ bản nhất thôi. Tại vì với IT mình thì mình thấy nó quan trọng, nhưng mà thực sự người dùng á, cái việc mà ứng dụng những cái sản phẩm mà nó đang có vào trong công việc, học tập, giảng dạy thì nó mới là cái quan trọng hơn. Rồi đây em đăng nhập xong cái tên mình rồi. Nên là sắp tới mình sẽ có những cái buổi chi tiết hơn về việc áp dụng những cái phần mềm, những cái ứng dụng đó. Đây em chia sẻ lại màn hình rồi. Thì cái ứng dụng đó mình có thể tích hợp thẳng lên Microsoft Teams, cái ứng dụng điểm danh, hoặc là mình có thể xây dựng nó thành một cái ứng dụng trên thiết bị di động cũng được, và mình cho các bạn sinh viên dùng smartphone để điểm danh. Thì cái điểm hay của nó, thứ nhất là nó lấy được cái địa điểm chính xác luôn, cái location bằng cái GPS trên điện thoại. Đó. Thứ hai là nó chụp hình được cái camera của bạn đấy, thì như vậy là mình biết nếu như có học hành hay là sau đó thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta biết, và nó sẽ không có tính năng là thay đổi background đâu nha, nên mình cứ yên tâm, không có sợ cái bạn đó chụp hình cái khuôn viên trường mình rồi để background sau rồi che, không có. Đó. Rồi đây có cái start check in nè, em bấm là làm để màu nhanh cho các anh chị mình xem nha. Cái ứng dụng này tuy nhiên nó xây dựng ra cho nhân viên văn phòng, nhưng mà em thấy nó cũng phù hợp cho học sinh, sinh viên hay là giáo viên nữa. Đây nó sẽ yêu cầu chúng ta lấy câu location, vị trí, vân vân. Ở đây mình thử nha, mình chờ chút. Allow. Rồi ở đây do nó lấy địa điểm như thế này nè, là do bên Mỹ, là do em đang sử dụng cái mạng của Microsoft nên là nó lấy vị trí bên đó nha. Rồi còn cái việc mà chụp hình thì chắc chắn là nó lấy bằng cái hình thật rồi, nó không có lấy chỗ khác được. Rồi mình bấm capture. Rồi thì mình sẽ có cái nút là send check in đây, thì nó sẽ tự động nó gửi về trang quản trị admin cho cái những người quản lý đằng sau để họ kiểm tra. Đó, kiểm tra bên trong đây thì đây là cái trang quản trị. Cái máy em hơi nặng, chưa có hiện cái nút lên nó gửi được. Ok không sao, hy vọng là trong cái buổi sắp tới bên mình tự xây dựng trước thì nó sẽ ra. Thì đây là cái lần trước mà em đăng trên cái group cộng đồng của chúng ta, thì em dùng cái app này nè, thì mình sẽ xem được, mình sẽ lấy trong vòng 30 ngày thì nó sẽ show ra. Bấm vào mình sẽ lấy. Đó, mình sẽ lấy ra. Đó. Rồi. Đó là về cái điểm danh. Rồi. Ok. Em nghĩ là như vậy là cũng đủ thời gian hôm nay cho chúng ta. Em biết là bên mình cũng còn rất là nhiều thắc mắc, thì bên mình cứ chủ động mình đăng trong cái group quản trị admin chúng ta, thì em sẽ giải đáp từ từ, đồng thời cũng gửi những cái tài liệu để mình tham khảo trước, và mình cũng sẽ có những cái buổi chia sẻ chi tiết hơn như thế này để mình có thể có những cái phần mềm, để có những cái mà ứng dụng trong cái quản lý nhà trường mình phù hợp hơn, rồi ứng dụng dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Rồi.
Rất là xin lỗi các anh chị vì đã lấy của anh chị thêm khoảng nửa tiếng nữa, hơn hơn so với giáo án. Rồi, ok. Xin cảm ơn các anh chị mình đã tham dự và có những cái câu hỏi rất là nhiệt tình. Cảm ơn các anh chị mình đã tham dự. Rồi, xin phép Cảm ơn dạ. cảm ơn tất cả các thầy cô vẫn còn nán lại tới giờ này. Thực sự hôm nay là một cái buổi mà mình nghĩ là có rất rất nhiều các thông tin mà các thầy cô đã học tập từ lúc 3 giờ chiều đến giờ, và chắc chắn là sau buổi ngày hôm nay thì mình tin rằng là sẽ có rất nhiều những câu hỏi nữa tiếp theo. Minh và Nam cũng sẽ chuẩn bị cái form feedback gửi lại cho các thầy cô qua email cũng như là chia sẻ trên nhóm cộng đồng quản trị Microsoft 365. Và cũng rất là mong các thầy cô sẽ chia sẻ lại những cái thực hành của các thầy cô sau buổi ngày hôm nay cũng như là cái chủ đề mà chúng ta sẽ tiếp tục trong những buổi tới ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các thầy cô và hẹn gặp lại ạ. Dạ, cảm ơn các thầy cô nhiều ạ. Chào mọi người ạ.